Hôm nay tiếp tục với phần số 3 la mã của cái bài về option ấy. Thì phần 3 la mã này bốn trước lúc cuối giờ thì mình có nói về phần replication. Đấy, thì giờ thì sẽ nhắc lại nhanh cái phần này. Tại cái phần này cũng là một cái phần quan trọng không chỉ ở bài này mà ở cả môn phái sinh ấy. Đấy, thì replication này thì đầu tiên là đối với hợp đồng forward nhá. Đấy, forward thì ở cái bài đầu tiên, buổi đầu tiên được học ấy, thì mình sẽ có một số những cái phương trình như sau. Thứ nhất đấy là long một cái tài sản, xong rồi kết hợp với hợp đồng short forward thì sẽ loại bỏ được cái rủi ro về giá trong tương lai của tài sản đó ấy. Và cái danh mục này sẽ là một danh mục không có rủi ro, cái tương đương với landing. Từ đây thì sẽ chuyển vế đổi dấu thôi, sẽ ra được hai cái vị thế đấy là long forward và short forward bằng cái gì. Long forward thì sẽ là bằng long asset cộng với borrowing, còn short forward thì ngược lại sẽ là bằng short asset cộng với lending. Giờ thì sang cái phần replication cho call với put. Thì với call thì lo một cái lượng gọi là hỏi chấm asset này cộng với short một cái call thì sẽ bằng lending. Thế buổi trước mình có nói đấy là cái lượng tài sản hỏi chấm ở đây nó sẽ là một cái số nằm trong khoảng từ 0 tới 1, lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1. Cái số hỏi chấm này nó sẽ nói lên cái xác suất của việc là trong tương lai mình sẽ thực hiện cái call này. Và bên cạnh đó thì cái hỏi chấm này nó cũng sẽ nói lên cái trạng thái hiện tại của cái option. Đấy, nếu mà cái hỏi chấm bằng 0.5 tức là cái call nó at the money, lớn hơn 0.5 nhỏ hơn 1 thì là in the money, nhỏ hơn 0.5 mà lớn 0 thì là out of the money. Đấy, xong rồi từ đó thì sẽ suy ra được hai cái vị thế đấy là long call với cả short call. Thì long call sẽ là bằng long một lượng hỏi chấm asset cộng với borrowing. Đấy, còn short call thì sẽ ngược lại, sẽ là short một cái lượng hỏi chấm asset cộng với lending. Đấy, thì đây là dành cho call nhá. Put này, put ấy, thì nếu như mà mình lo một cái lượng hỏi chấm asset cộng với long một cái put thì cũng sẽ là bằng lending. Thế ở đây thì tại vì là asset và put là hai thứ mà giá trị nó tỷ lệ nghịch với nhau ấy, nên là khi mà mình cùng long hoặc là cùng short thì hai vị thế nó sẽ bù trừ cho nhau. Từ đó thì sẽ suy ra hai cái vị thế là long put và short put. Long put thì sẽ là bằng, ở đây mọi người biết nó bằng cái gì không? Sẽ bằng short hỏi chấm asset cộng với lending. Còn short put thì sẽ ngược lại, bằng long một cái lượng tài sản cộng với borrowing. Thì buổi hôm trước thì kết luận là như thế này nhá. Đấy, những cái phương trình ở đây thì đều quan trọng và đều cho mọi người đều cần phải hiểu và nắm rõ. Tiếp nối bài hôm nay thì mình sẽ sang cái ý số 2 phần 3 la mã. Ý số 2 thì nói về những cái gọi là price bounds. Thì price bounds có nghĩa là cái giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của một cái option là bằng bao nhiêu, cái minimum và maximum value dành cho call với cả put. Phần này thì khá là đơn giản thôi, mình nói ngắn gọn như sau nhá. Đối với call này thì cái giá trị gọi là minimum ấy, cái giá trị chặn ở phía dưới của một cái call ấy thì nó sẽ chính là cái exercise value của cái call đó. Đấy, mọi người nhìn thấy cái vế bên tay trái đúng không? Max của 0 này, ST nhỏ trừ đi PV của X
thì cái vế bên tay trái này nó chính là cái exercise value của call. Thì giá trị của một cái call nó sẽ phải lớn hơn là cái exercise value. Tại vì nhớ lại nhá, là buổi hôm trước mình được học ấy, đấy là option value thì sẽ là bằng exercise value cộng với cả time value. Cái time value này nó sẽ là một cái số dương trong quãng đời của hợp đồng. Và khi mà thời gian trôi đi thì time value nó sẽ giảm dần đi. Đến lúc hợp đồng kết thúc thì time value bằng 0. Điều này có nghĩa là cái option value và cái exercise value nó sẽ chỉ bằng nhau lúc mà hợp đồng kết thúc thôi. Còn ở một thời điểm bất kỳ trong quãng đời của hợp đồng thì cái time value nó sẽ là số dương và cái option value nó sẽ phải lớn hơn là exercise value. Đấy, nên là quay lại ở trên màn hình thì mình thấy là cái minimum value của một cái call nó sẽ phải là cái exercise value của cái call đấy. Còn cái maximum value thì nó sẽ là cái underlying là S T nhỏ. Đấy, thì mình đang set ở thời điểm T nhỏ ấy, một thời điểm trong hợp đồng ấy. Đấy, thì lý do mà cái giá trị của tài sản cơ sở nó lại là cái giá trị maximum ấy, đấy là bởi vì là giá của một cái quyền mua nó không thể lớn hơn là giá của chính cái tài sản cơ sở được, đúng không? Đấy. Thế giả dụ là một cái tài sản cơ sở có giá trị là bằng 20 mà cái quyền mua cái tài sản đó giá trị là 21 chẳng hạn, thì người ta chẳng đời nào người ta mua cái quyền mua với giá đắt hơn ấy, người ta sẽ mua luôn cái tài sản cơ sở. Đấy. Nên cái tài sản cơ sở đóng vai trò là cái giá trần, maximum value. Bước sang tới phần put nha. Phần put thì cũng khá là giống này. Cái gọi là minimum value là cái giá sàn, cái chặn phía dưới của một cái put ấy, thì nó sẽ chính là cái exercise value của cái put. Đấy, như là mình đã học ở buổi hôm trước. Còn cái giá trị maximum, cái giá trị lớn nhất có thể của một cái put ấy, nó sẽ chính là X, là cái exercise price. Thì lý do cho cái việc này ấy, là bởi vì như sau nhá. Nếu mà người nghĩ về một cái put ấy, thì có phải là cái lúc đáo hạn, mình sẽ viết ra ở thời điểm đáo hạn ấy, thì cái value của một cái put là PT lớn nó sẽ là bằng max của 0 x trừ ST lớn. Đấy, đây là một công thức cũng đã học ở buổi trước rồi. Đấy, thì phần này thì mọi người thấy đó là ấy, cái ST lớn là giá trị của tài sản cơ sở ở thời điểm đáo hạn. Thì cái giá trị này nó sẽ, nếu mà nó càng nhỏ thì cái value cái put nó sẽ càng lớn. Nhưng mà cái ST lớn này nó sẽ chỉ tối đa nó giảm về 0 thôi, nó không thể bị âm được. Cho nên ấy là trường hợp tốt đẹp nhất có thể xảy ra cho một cái bên mà cầm một cái put ấy là cái tài sản cơ sở nó giảm về 0. Và khi đó thì cái value mà nhận được lúc kết thúc nó sẽ chính là bằng X, là bằng cái giá thực hiện ấy. Đấy là cái giá trị tối đa có thể nhận được. Mà một khi cái giá trị tối đa có thể nhận được ở thời điểm đáo hạn là X, là giá thực hiện ấy, thì đương nhiên là cái giá trị của cái option nó không thể lớn hơn cái giá trị maximum nó được. Nó phải nhỏ hoặc bằng X. Bởi vì X là cái tối đa mà mình có thể nhận về được lúc cuối cùng. Giờ mình sẽ sang phần số 4 La Mã nhé. Phần 4 La Mã thì là nói tới cái mối quan hệ gọi là put call parity với cả put call forward parity. Thì cái từ parity thì ý nghĩa có nghĩa là tương đồng, tương quan ấy. Nên là ở phần này thì mình sẽ học về những cái chiến lược đầu tư sử dụng option mà nó tương đương nhau, nó phải giống nhau ấy. Thì bây mình sẽ viết lên trên màn hình như sau này. Cái phần thứ nhất mình học ở đây đấy là mối quan hệ gọi là put call parity. Thì put call parity là một cái mối quan hệ như sau nhá. Đó là giá trị của một cái chiến lược đầu tư họ gọi là fiduciary call, nó phải bằng giá trị của một chiến lược đầu tư là gọi là protective put. Hai chiến lược này nó sẽ phải có giá trị tương đương với nhau. Và cụ thể hơn nhá, fiduciary call là gì? Fiduciary call ấy sẽ là một cái chiến lược và bao gồm hai vị thế. Vị thế thứ nhất đấy là mình sẽ long một cái call. Và vị thế thứ hai ấy, là mình sẽ long một cái bond. Thế tại sao thì cái fiduciary call nó lại gồm hai vị thế như thế này? Bây giờ mình sẽ giải thích cụ thể ra hơn này.
lo một cái cone ấy, khi mình mua một cái cone về thì cái giá trị lúc ban đầu khi mình mua cái cone ấy nó sẽ là C0. Đấy, nó là cái value lúc ban đầu. Còn cái bon mà mình kết hợp với cái cone ấy thì cái bon này có một số đặc điểm như sau nhá. Cái bon này nó là một cái zero coupon bond này. Nó là risk free, không có rủi ro tín dụng này. Và cái mệnh giá của cái bond này nó sẽ bằng cái giá thực hiện của cái cone của mình. Đấy, có nghĩa là mình sẽ lựa chọn một cái bond zero này, risk free, và có mệnh giá bằng với cái giá thực hiện của cái cone. Thì một cái bond với cái đặc điểm như vậy thì cái giá trị hiện tại của cái bond đó nó sẽ phải là cái PV của cái mệnh giá ấy. Nếu mà mệnh giá thì là bằng X là giá thực hiện. Cho nên là cái giá trị hiện tại của cái bond này là PV của X. PV của X tức là X chia cho 1 cộng R mũ T lớn. Đấy, R thì là cái risk free rate, còn T lớn thì là cái kỳ hạn của cái cone thôi. Đấy, và cái T lớn nó cũng là kỳ hạn của cái bond ấy. Đấy, cone và cái bond có cùng kỳ hạn. Thì ý nghĩa của chiến lược này là gì? Thì những cái thứ phức tạp hơn, ví dụ như là tại sao họ lại gọi tên là fiduciary cone, hay là cái fiduciary cone này nó dùng vào những trường hợp gì, ưu điểm nhược điểm là gì, nhưng cái đấy không quan trọng đâu, họ cũng không dạy đến ở level 1 nên mà không cần phải biết. Hiện tại thì mà chỉ cần hiểu như sau nhá, là nếu như mình mua một cái cone ấy mà mình lại mua kèm với một cái bond ấy, thì khi mà cái cone và cái bond này nó cùng đáo hạn một lúc ở thời điểm T lớn thì cái bond này nó sẽ đem về cho mình cái mệnh giá là X. Đấy, bởi vậy cho nên ấy, là nếu như mà ở cái thời điểm đáo hạn đó mà mình thực hiện cái cone, có nghĩa là mình sẽ phải mua cái tài sản cơ sở với cái giá thực hiện là X, thì cái số tiền X đó là mình sẽ dùng từ chính cái mệnh giá của cái bond này, vì cái bond này nó sẽ đem lại cho mình cái mệnh giá là X. Đấy, thì mình dùng cái số tiền đó để mà mình thực hiện cái cone để mình mua về cái tài sản cơ sở ấy. Có nghĩa là có thể hiểu là cái vị thế long bond nó sẽ cover cho cái long cone của mình. Nếu mà có thực hiện cái cone thì sẽ có tiền để mà thực hiện. Bây giờ sang về bên tay phải nhá. Cái chiến lược thứ hai gọi là protective pot. Thì protective pot ấy nó sẽ là một cái chiến lược cũng gồm hai vị thế. Thứ nhất đó là long cái tài sản cơ sở, long asset. Thì cái tài sản cơ sở này nó sẽ là cái tài sản cơ sở của cái cone ở bên tay trái. Đấy. Và tương ứng là mình sẽ thêm một cái vị thế thứ hai nữa, đấy là long put. Đấy. Thì cái put ở vế bên tay phải này nhá, nó sẽ có các điều khoản y hệt như cái cone ở bên tay trái. Có nghĩa là kỳ hạn giống nhau, đáo hạn ở điểm T lớn này, cùng một tài sản cơ sở này, cùng một giá thực hiện là X. Đấy, tất cả mọi thứ giống hệt nhau, chỉ khác là bên trái là cone, bên phải là put thôi. Thì khi đó cái giá trị hiện tại của tài sản cơ sở ấy thì ký hiệu là S0, mọi người biết rồi này. Cái put thì có giá trị hiện tại là P0. Thì ở cái chiến lược protective put ấy, thì như tên gọi của nó ấy, thì ý nghĩa chiến lược này ấy, đó là giờ nếu mình mua một cái tài sản và mình muốn bảo vệ cho cái tài sản đó khỏi cái việc là nó bị mất giá trong tương lai, thì mình sẽ mua kèm một cái put. Thì trong tương lai nếu như mà vì một lý do gì đó mà cái tài sản nó bị mất giá thì mình cầm cái tài sản đó mình sẽ bị thiệt, mình bị lỗ ấy. Nhưng bù lại thì cái long put nó sẽ được lợi khi mà tài sản giảm giá. Đấy, thì có thể hiểu là cái long put là nó sẽ cover cho cái long asset. Đấy. Từ đấy thì mọi người thấy được là hai chiến lược bên tay trái là fiduciary cone và bên tay phải là protective put ấy, thì nó đều là gồm hai cái vị thế nó cover lẫn nhau. Và cái mối quan hệ put call parity chỉ ra rằng là cái giá trị của một cái fiduciary call nó phải bằng giá trị của một cái protective put. Thì lý do cho cái mối quan hệ này là như sau nhá. Giờ ấy, mình sẽ viết ra những cái kịch bản trong tương lai để xem là ở các kịch bản khác nhau thì hai chiến lược này nó sẽ đem lại cái gì, cái dòng tiền như thế nào, giá trị như thế nào ấy. Thì trong tương lai sẽ có hai kịch bản này. Kịch bản thứ nhất ấy, đó là cái tài sản cơ sở là ST lớn thì lớn hơn là cái giá thực hiện là X. Kịch bản thứ hai đó là cái tài sản cơ sở ST lớn thì nhỏ hơn là X. Thực ra thì có một kịch bản số 3 nữa, đó là ST lớn bằng X. Những kịch bản đó thì có thể là ghép chung với một trong hai kịch bản kia được, nên mình sẽ bỏ qua kịch bản bằng nhau nhá. Mình chỉ xét hai kịch bản chính là lớn hơn hoặc là nhỏ hơn thôi. Ở kịch bản lớn hơn đi, nếu như mà ST lớn mà lớn hơn X ấy,
thì cái call nó sẽ in the money, tức là mình mà cầm cái call thì mình sẽ thực hiện cái call đấy. Thì mọi người nhớ lại là cái call ấy CT lớn thì cái value lúc kết thúc nó là bằng max của 0 ST lớn trừ x. Đấy mà giờ thì ST lớn lại lớn hơn x, tức mình có thực hiện và cái value mình nhận được lúc cuối nó sẽ chính là bằng ST lớn trừ x. Tiếp đến là cái bond nhá, long bond ấy thì cái bond nó là một cái zero coupon bond có mệnh giá là bằng x. Thì đến lúc đáo hạn thì cái giá trị cái bond đấy nó chính bằng mệnh giá, tức chính là bằng x. Bên sang bên tay phải này, long asset ấy thì ở thời điểm kết thúc thì cái tài sản cơ sở nó sẽ có giá trị là ST lớn. Đấy. Và long put thì cái put ấy thì giờ nếu như mà ST lớn mà lớn x thì cái put nó sẽ out the money. Nên là cái người cầm cái put sẽ không thực hiện cái put đấy, đúng không? Đấy. Thì nếu mà như vậy thì cái put nó sẽ có giá trị là bằng 0. Thì mình thấy là cả hai về nó đều bằng nhau ấy. Bên tay trái là ST lớn trừ x cộng x, thế chính là bằng ST lớn, là bằng vế bên tay phải. Thì hai vế nó bằng nhau, tương đương nhau. Thế sang kịch bản số 2 nhá. Kịch bản số 2 là khi mà ST lớn nhỏ hơn x, giá trị tài sản cơ sở nó nhỏ hơn là giá thực hiện ấy. Khi này thì cái call nó sẽ out the money, không thực hiện cái call và value nó bằng 0. Cái bond ấy thì cái mệnh giá nó vẫn bằng x thôi, nên lúc đáo hạn thì cái value cái bond nó vẫn là bằng x. Cái tài sản cơ sở thì vẫn là ST lớn. Nhưng mà cái put thì giờ cái put nó sẽ in the money và cái giá trị của cái put ấy nó sẽ là bằng x trừ đi ST lớn. Đấy, mình nhớ lại đó là PT lớn là bằng max của 0 x trừ ST lớn. Đấy, mà bây giờ x trừ ST là số dương, nên là cái put nó sẽ in the money. Thế mọi người lại thấy nhá, đó là ở kịch bản thứ hai này thì hai vế nó vẫn bằng nhau. Đấy, đều là bằng x cả. Đấy, thì ở các kịch bản khác nhau trong tương lai mà hai cái chiến lược này, hai cái danh mục này nó có cái value giống hệt nhau, thì ở hiện tại thì cái giá trị của hai danh mục đó nó cũng phải bằng nhau ấy. Đấy, những cái thứ nào mà có giá trị giống nhau trong tương lai, đem lại dòng tiền giống nhau, rủi ro tương đương, thì hiện tại giá nó phải bằng nhau. Còn nếu mà giá nó không bằng nhau hiện tại thì sẽ sinh ra những cơ hội gọi là arbitrage. Đấy, mình sẽ mua cái rẻ hơn và bán cái đắt hơn thì sẽ kiếm được cái phần chênh lệch. Thì phần này về put call parity thì họ dạy cái phần này trong sách, thì mình thấy là sẽ có hai cái ứng dụng mà họ có thể hỏi đến ở trong câu hỏi. Ứng dụng thứ nhất đó là để tạo ra những cái gọi là synthetic position. Thế synthetic position là gì? Thì khái niệm synthetic ấy, nó là một khái niệm mà đi kèm với cả khái niệm replication ấy. Tức là mình viết lại ra nhá, ví dụ A bằng B cộng C ấy. Điều này có nghĩa là mình có thể gọi là tái tạo lại một thứ A bằng cách là kết hợp B và C lại với nhau. Thì khi đó họ gọi cái danh mục B cộng C ấy, họ gọi cái này nó là một cái phiên bản synthetic của cái thứ A ấy. Nó sẽ là cái synthetic version của A. Thế điều này thì đưa ra một kết luận này. Một khi mà mình viết ra được những cái phương trình replication này thì mình có thể tạo ra được một cái phiên bản synthetic của bất cứ cái thứ gì ở trong cái phương trình đó ấy, bằng cách là đưa thứ đấy sang bên tay trái và những cái thứ còn lại sang bên tay phải. Tội. Thế về ứng dụng vào put call parity nhá, họ có thể hỏi một số câu như sau này. Họ bảo là sử dụng put call parity để tạo ra một cái gọi là synthetic long call. Để biết ra nhá, synthetic long call sẽ bằng cái gì? Thì synthetic long call thì mình sẽ đưa cái call sang bên tay trái và ba vị thế còn lại sang bên tay phải thôi. Đấy, thì mọi người nhớ cái phương trình put call parity thì sẽ viết ra được, đúng không? Long call cộng long bond bằng long asset cộng long put. Có nghĩa là long call ấy nó sẽ phải là bằng long asset cộng với long put, xong rồi cộng với short bond. Thế mình đưa cái bond ở bên tay trái sang bên tay phải, để bên tay trái nó chỉ còn cái vị thế long call thôi,
Đấy, thì như vậy thì kết luận này, synthetic long call ấy là một cái danh mục gồm 3 thứ. Đấy, long asset, long put, short bond. Một ví dụ nữa nhá, đó là họ yêu cầu là mình tạo ra một cái vị thế ấy, đó là synthetic short put chẳng hạn. Thế nếu mà như thế này thì liệu mọi người có biết được không? Thế cái này để đỡ nhầm nhá, thì cứ làm cho long put trước, đúng không? Xong rồi lộn ngược lại thì thành short put đi. Long put thì sẽ là bằng long call cộng long bond xong cộng với short asset. Đấy, thế mình chuyển vế đổi dấu thì như thế này. Thế suy ra là short put thì sẽ phải ngược lại, tức sẽ phải là short call cộng short bond cộng với long asset. Thế nhớ, nên một khi mọi người nhớ được cái phương trình put call parity thì có thể tạo ra được tất cả những cái vị thế gọi là synthetic bằng cách là cứ giải ra thôi. Đấy, chuyển vế đổi dấu để tìm được cái mà mình muốn. Ứng dụng thứ hai của cái put call parity đấy là dùng để tận dụng những cơ hội gọi là arbitrage opportunity. Ví dụ nhá, đề bài họ sẽ cho một thông tin như sau này. Đó là bằng nhìn cho mình vào cái phương trình put call parity mà mình đây mình đóng khung màu đỏ ở trên màn hình này. Đấy. Giả dụ đề bài họ cho đó là một cái côn ấy thì đang có giá là bằng 10 nhá, 10 đô này. Đấy. Một cái bond thì đang có giá là 20 đô. Một cái asset thì có giá là bằng 25 đô đi. À thôi, mình sẽ để một số khác nhá. Cái asset nó sẽ là bằng 15 đi. Đấy. Và cái put thì đang có giá là 12. Đấy, đây là cái giá trị hiện tại của các cái vị thế này. Thì mình thấy là cái phương trình này đang không cân. Tức bên trái là bằng 30, còn bên phải là bằng 27. Tức cái chênh lệch là bằng 3 ấy. Đấy, thì để mà tận dụng được cái chênh lệch là bằng 3 đô này thì mình có thể là thực hiện bằng một cách ấy, là mình tạo ra những cái vị thế synthetic, xong rồi mình sẽ mua cái thứ rẻ hơn và bán cái thứ đắt hơn. Đấy, ví dụ nhá, bây giờ mình sẽ thử tạo một cái vị thế gọi là synthetic long call nhá. Đấy, thì synthetic long call như là ở trên màn hình đây, mình đã viết sẵn ra ở đây, thì nó là bằng long asset cộng long put cộng short bond, đúng không? Đấy, asset thì phía trên là mình ví dụ là mình sẽ phải bỏ ra 15 đồng để mua asset này. Put thì có giá trị là bằng 12, đúng không? 15 cộng 12, short bond, bond thì là 20, short thì là trừ 20. Đấy, cái điều đấy suy ra được là cái synthetic long call là một cái danh mục gồm 3 cái vị thế bên tay phải thì sẽ có giá trị là bao nhiêu? 15 cộng 12 trừ 20 là bằng 7, đúng không? Thế mà nếu mà cái synthetic long call mà có giá trị bằng 7 mà cái call lại có giá trị bằng 10 thì hai thứ giống nhau nhưng mà giá lại lệch nhau, một cái là 10 một cái là 7, thì mình sẽ mua cái rẻ hơn và bán cái đắt hơn. Tức là mình sẽ long cái synthetic call và mình sẽ short cái call. Thế nếu mà như vậy tức là sao? Long cái synthetic call thì chính là long asset, long put, short bond, đúng không? Đấy. Còn short call thì là short cái call có giá là bằng 10 phía trên ấy. Đấy, thì nếu mà thực hiện cái việc đó ấy, thì mình sẽ ăn được cái phần chênh lệch giữa cái synthetic call và cái call, tức là mình sẽ nhận được là 3 đồng. Đấy. Thì phần này nếu mà viết các dòng tiền ra ấy, thì đại loại là những cái dòng tiền trong tương lai các vị thế nó sẽ bù trừ hết lẫn nhau, trong tương lai là sẽ không còn gì cả. Và hiện tại thì mình sẽ ăn được cái phần chênh lệch là bằng dương 3 ấy. Đấy, nhưng mà cái đấy thì không quan trọng đâu, nó cũng hơi nâng cao. Thế và trong sách họ cũng không hề nói kỹ về những cái đó. Đấy, mình chỉ muốn nói qua để mọi người biết là ứng dụng nó là gì thôi. Đấy, là ứng dụng thứ nhất là dùng để tạo ra cái phiên bản synthetic, và ứng dụng thứ hai là từ những cái thứ synthetic đó thì có thể là tận dụng được những cơ hội chênh lệch giá khi mà giá trị của những cái vị thế nó không tuân theo cái put call parity.
thôi nhá, phải ra xong này. Rồi mình sẽ sang tới một cái phần kiến thức thứ hai ở cái phần số 4 la mã này, đấy là put call forward parity. Nó cũng là cái biến thể của put call parity thôi. Nó hơi khác một xíu, nhưng mà nhìn chung thì cái bản chất nó giống nhau ấy. Như thế này nhá. Thế và như trên màn hình này thì nãy mình có viết cái put call parity rồi, thì bỏ mấy cái số này đi nhá, rồi như thế này này. Cứ sang put call forward parity. Thì cái mối quan hệ này thì cũng là hai thứ bằng nhau. Cái vế bên tay trái vẫn là một cái fiduciary call. Tức là bên tay trái nó vẫn sẽ là long call cộng long bond. Nhưng cái vế bên tay phải nó sẽ không phải là cái protective put, mà nó sẽ là một cái gọi là synthetic protective put. Tức là một cái danh mục, một cái chiến lược nó cũng tương đương với protective put, nhưng mà nó được tạo ra bởi những thứ khác so với protective put ấy. Thì phía trên mình biết là protective put nó là bằng long asset cộng long put. Thì giờ cái phiên bản synthetic của protective put ấy, nó sẽ khác đi. Nó sẽ là bằng, vẫn là long put nhá, nhưng mà giờ không phải là cộng với long asset nữa, mà sẽ là cộng với long forward và long bond. Nhưng mà trước khi giải thích về cái put call forward parity ở này, thì quay lại cái put call parity ở phía trên một xíu. Giờ mình sẽ viết lại cái phương trình bằng ký hiệu, như cái ký tự. Đấy là long call thì ban đầu là C0 này, long bond thì là cái PV của cái mệnh giá X, X trên 1 cộng R mũ T, long asset là S0, long put là P0 nhá. Giờ mình cũng sẽ viết ra một cái phương trình tương tự cho put call forward parity. Long call thì vẫn là C0, long bond thì vẫn là một cái bond risk free, zero coupon và có mệnh giá là bằng X, là bằng cái giá thực hiện của cái call ấy, tức là vẫn là PV của X. Sang về bên tay phải này, long put thì vẫn là P0. Long forward thì giờ hợp đồng forward này là một hợp đồng forward mà mình là bên long này. Cái tài sản cơ sở của cái hợp đồng forward này nó sẽ giống hệt tài sản cơ sở của cái call và cái put. Đấy, kỳ hạn hợp đồng forward này cũng giống hệt kỳ hạn của cái call và cái put. Thì nếu mà như vậy, một cái hợp đồng forward như thế thì ban đầu nó phải có giá trị bằng bao nhiêu? Mà còn nhớ không? Cái ban đầu thì những hợp đồng forward hay là swap, FRA các thứ thì giá trị được bằng 0 ấy. Nên đây nó là cộng 0. Long bond thì long bond ấy, thì cái bond ở bên tay phải này nó sẽ khác cái bond ở bên tay trái. Nó khác ở chỗ ấy là cái mệnh giá nó sẽ khác, nhưng mà các điều khoản còn lại nó sẽ giống nhau. Tức là kỳ hạn vẫn là đáo hạn ở điểm T lớn, vẫn là zero coupon bond, vẫn là risk free. Nhưng mà giờ cái bond ở bên tay phải nó sẽ là một cái bond mà cái mệnh giá của cái bond ở bên tay phải nó sẽ bằng cái giá forward price của hợp đồng forward này, chứ nó không bằng cái X giống như cái bond ở bên tay trái nữa. Đấy. Thì cái giá forward của cái hợp đồng long forward mà mình thực hiện ở bên tay phải này thì ở các bài trước họ ký hiệu là F0T. Nên giờ cái bond bên tay phải nó sẽ có mệnh giá bằng cái giá forward là F0T. Thì cái giá trị hiện tại của cái bond đó nó sẽ chính là PV của cái F0T, tức là F0T chia cho 1 cộng R mũ T lớn. Giờ thì để chứng minh là hai vế nó bằng nhau nhá, thì mình cũng lại viết ra hai kịch bản trong tương lai thôi. Thế một kịch bản đó là ST lớn hơn X, kịch bản thứ hai là ST lớn nhỏ hơn X. Thì cũng tương tự lúc nãy thôi, viết nhanh ra nhá. ST lớn mà lớn hơn X thì cái call nó sẽ in the money, có value là ST lớn trừ X này. Cái bond bên tay trái thì có giá trị là bằng mệnh giá X. Bên tay phải thì cái put nó sẽ out the money, tức là value bằng 0. Hợp đồng forward thì sao? Hợp đồng forward ấy, thì cái value lúc cuối nó sẽ là bằng cái thứ thằng long nhận về trừ đi cái thứ thằng long bỏ ra ấy.
thằng long sẽ nhận về cái tài sản cơ sở là ST lớn và trả ra cái giá forward là F0T. Cuối cùng thì long bond, cái bond bên tay phải là một cái bond zero có mệnh giá là F0T. Có nghĩa lúc đáo hạn thì cái bond bên tay phải nó sẽ có giá trị bằng cái mệnh giá, tức là F0T. Đấy, mọi người so sánh hai vế nhá, nó vẫn bằng nhau đúng không? Cả vế bên tay trái và vế bên tay phải nó sẽ đều là bằng ST lớn. Bên nốt kịch bản thứ hai nhá. Kịch bản thứ hai đó là khi mà ST lớn nhỏ hơn X thì giờ cái cô nó sẽ out the money là 0 này. Cái bond bên tay trái thì vẫn còn giá trị là mệnh giá X. Cái put thì sẽ in the money và value là X trừ ST lớn này. Cái hợp đồng forward thì vẫn như vậy thôi, bằng cái thứ thằng long nhận về là ST lớn trừ cái thứ thằng long bỏ ra là cái giá forward. Cái bond bên tay phải thì vẫn thế, vẫn có cái mệnh giá là F0T. Thì giờ viết ra thì mình thấy là hai vế nó cũng bằng nhau, là bằng X. Bởi vậy nhá, nên kết luận lại là cái put call forward parity thì hai vế nó sẽ có giá trị bằng nhau ấy. Tại vì trong tương lai thì ở hai kịch bản khác nhau thì value của hai cái chiến lược này là nó giống nhau. Ứng dụng của put call forward parity thì giống hệt như là ứng dụng của put call parity, nhưng mình sẽ không nói lại nhá. Tức là sẽ có hai ứng dụng. Ứng dụng thứ nhất là để tạo ra những cái gọi là synthetic position. Ứng dụng thứ hai đó là để từ những cái synthetic position đó để mà tận dụng những cái cơ hội gọi là arbitrage ấy. Đấy, cơ hội mà hai thứ giống nhau nhưng mà giá lại chênh lệch nhau. Bây giờ trước khi mà sang phần tiếp theo ấy thì có một cái nhận xét như sau này. Bây giờ mọi người nhìn ở trên màn hình thì mình đang đóng khung màu đỏ lại hai cái phương trình của hai cái parity đúng không? Đấy. Thì mới để ý cho mình cái vế bên tay phải nhá. Vế bên tay phải có hai phương trình này này. Thì có thể thấy một điều ấy, đó là cái protective put thì nó phải bằng cái synthetic protective put. Mà điều đấy nó đúng ấy, có nghĩa là cái vị thế long asset ấy nó sẽ phải bằng long forward cộng long bond đúng không? Tại vì còn lại là long put thì giống nhau rồi. Tức là hẳn là long asset phải bằng long forward cộng long bond. Thế giờ mình sẽ chứng minh là tại sao cái đấy nó đúng nhá. Mình viết ra này. Long asset bằng long forward cộng long bond. Thì cái điểm mấu chốt ở đây ấy, đó là thực ra cái phương trình này mọi người đã học rồi, chỉ là mọi người không nhận ra thôi. Thì cụ thể nhá, đó là ấy, mọi người phải hiểu ấy, long bond ấy nó chính là lending. Tại vì long bond có nghĩa là mình đầu tư vào một cái bond zero đấy, và không trả coupon đấy đúng không? Thì nó chẳng khác gì là mình đi gửi tiền, sau đấy lúc cuối mình nhận về cả gốc lẫn lãi. Đấy, nên giờ nếu mình thay cái vị thế lending vào cái phần long bond này, đấy, bỏ long bond đi nhá, thay bằng lending ở đây. Thì bây giờ chuyển vế đổi dấu thì sẽ ra là long asset cộng short forward thì bằng lending ý. Thì đây nó chính là cái mối quan hệ cơ bản mà mình nói tới ở bài đầu tiên. Kết hợp một cái tài sản vào cái hợp đồng short forward thì mình sẽ loại bỏ cái rủi ro về giá bán trong tương lai. Thì cái lãi suất nhận được là cái lãi suất risk free, tức là nó là lending. Thế nên quanh đi quẩn lại thì cái phần put call parity này nó cũng sẽ thống nhất so với những gì mình đã học ở phía C ấy. Thế mọi mối quan hệ là đều đã được chứng minh rồi. Thì quay lại phần lý thuyết này, mọi người thấy đó là ở cái phần số 4 la mã ấy, thì mình có một cái bảng. Thế cái bảng này thì nó có hai cột thôi. Bên tay trái là put call parity, bên tay phải là put call forward parity. Thì mình lưu ý mọi người một điều nhá, đó là ở cái put call forward parity ấy, thì cái vế bên tay phải ấy, đúng ra nó phải có một cái là cộng 0 ở đây. Tại vì là cái vị thế long forward thì nó có value bằng 0 ấy. Đấy, nhưng mà thường các công thức ở trong sách thì họ sẽ bỏ cái cộng 0 này đi. Tại vì cộng 0 thì họ chẳng biết vào làm gì ấy. Đấy, nhưng mà phải luôn nhớ cho mình nhá, đó là ở cái put call forward parity ấy, thì cái synthetic protective put là nó gồm 3 thứ liền, chứ nó không phải gồm 2 thứ đâu. Đấy, nó có 2 thứ cộng vào nhau nhưng mà nó cộng thêm cái 0 nữa. Thế nó gồm 3 thứ. Đúng. Thì đó là kiến thức chính về phần 4 la mã này.
Ngoài ra ấy, thì ở phía dưới của cái bảng ở phần bố La Mã họ có một cái ý là một cái ứng dụng có liên quan tới Book Comparity. Thế cái ý này thì mình đánh giá là nó không quan trọng lắm. Đấy, mình nghĩ là khả năng cao là đi thi nó không hỏi vào đâu. Thế tuy nhiên thì ở syllabus thì mình vẫn sẽ nói cho mọi người để mọi người biết nó là cái gì. Để có gì cần thiết nếu mà muốn biết kỹ hơn thì có thể về đọc thêm trong sách. Thì bây giờ nha, mình sẽ viết lên trên màn hình cái phần ứng dụng của Book Comparity mà họ còn nói trong sách thêm ở đây này. Thì cái phần ứng dụng này là họ sẽ nói về việc đó là khi mà nhìn vào một công ty thì sẽ có hai nhóm nhà đầu tư, đấy là cổ đông và cái bên cho vay, tức là shareholder với cả debt holder. Thì giờ họ sẽ dùng Book Comparity, cụ thể họ sẽ dùng option ấy để họ cho mình thấy đó là cái vị thế của bọn shareholder và bọn debt holder nó sẽ giống như là đang sử dụng option ấy. Đấy, cụ thể như sau nhá, mình sẽ nói cái ý của họ trước này rồi sẽ chứng minh sau này. Equity holders hay là cái bọn cổ đông shareholders ấy, thì có một cái vị thế tương đương với cái việc là long một cái côn. Trong đó ấy, thì cái côn này nó sẽ có tài sản cơ sở là firm value, có nghĩa là cái tài sản cơ sở sẽ là những cái tài sản của chính công ty đó ấy, cái công ty mà cái bọn này làm cổ đông ấy. Còn cái bọn debt holders là cái bọn chủ nợ cho vay thì sẽ có một cái vị thế giống như cái việc là long một cái risk free bond. Đấy, risk free bond ở đây tức là đấy mấy cái bond mà là zero coupon, risk free, và đồng thời ấy, là sẽ short một cái put mà tài sản cơ sở cũng sẽ là firm value, tức là cái tài sản của chính công ty đó. Thì giờ mình sẽ diễn giải ra cho mọi người thấy để mọi người thấy là tại sao họ lại có nhận xét như vậy nhá. Giờ giả dụ là có một công ty mà hiện tại thì cái tài sản của công ty đó mình gọi là V0. V0 là giá trị hiện tại của cái tài sản của công ty. Thế mọi người biết là ở môn FSA thì có một cái nó gọi là cái phương trình của cái bảng cân đối kế toán, đó là assets là bằng liabilities cộng với equity. Điều đấy có nghĩa là tổng giá trị tài sản phải bằng tổng giá trị của nợ cộng vốn chủ sở hữu. Thì vốn chủ sở hữu thì trong sách họ ký hiệu là E0 này. E0 là cái giá trị của phần equity ở thời điểm 0 ấy, cộng với cả cái giá trị của nợ. Thì ở đây họ có nói cụ thể này, đấy là mình giả định ý, là cái khoản nợ duy nhất công ty này nó là một cái zero coupon bond. Đấy, và nó sẽ đáo hạn ở một thời điểm T lớn trong tương lai và có mệnh giá là bằng D nhá, mệnh giá là D. Thế nếu mà trong tương lai cái công ty này phải trả một khoản nợ mà có giá trị bằng D ấy, thì ở hiện tại giá trị của khoản nợ đấy nó sẽ là PV của D. Nên ở cái phần phân tích này thì họ đơn giản hóa mọi thứ đi, họ coi như là sẽ chỉ có một khoản nợ duy nhất và khoản nợ đấy nó sẽ sinh ra một nghĩa vụ trả nợ là D ở thời điểm đáo hạn, thời điểm T lớn ấy. Đấy, và nếu mà có một nghĩa vụ trả nợ là một khoản tiền duy nhất trong tương lai như vậy thì nó cũng giống như là công ty này họ phát hành ra một cái zero coupon bond có mệnh giá là bằng D. Đấy, hiện tại như thế này nhá, mình sẽ đến thời điểm trong tương lai đi. Tương lai là thời điểm T lớn, tức là khi mà công ty này phải trả nợ ấy. Ở thời điểm trả nợ thì sẽ có hai kịch bản có thể xảy ra. Kịch bản thứ nhất ấy, là công ty này có đủ tiền trả nợ. Có đủ tiền trả nợ có nghĩa là tổng tài sản có giá trị là VT lớn thì lớn hơn là cái nghĩa vụ nợ là D. Nếu mà như thế này tức là tài sản là thừa đủ để trả nợ. Kịch bản thứ hai là VT lớn nhỏ hơn D, tức là không có đủ tiền trả nợ. Thì mình xem ở kịch bản thứ nhất trước nhá. Kịch bản thứ nhất ấy, thì cái value hay là cái payoff của bọn shareholder nó sẽ bằng bao nhiêu, và của bọn debt holder là cái bọn cho vay sẽ bằng bao nhiêu. Thì đối với bọn debt holder trước đi, cái bọn cho vay thì nếu mà lúc cuối công ty có đủ tiền trả nợ thì cái bọn cho vay sẽ nhận được D, là cái số tiền mà công ty đấy nợ cái bọn debt holder này. Đấy. Thế bọn shareholder thì sao? Shareholder là cái bọn cổ đông là sẽ nhận được cái phần còn lại sau khi đã trả nợ ấy, tức là sẽ là VT trừ D. Rồi nhá. Kịch bản thứ hai ấy, đó là khi mà không đủ tiền trả nợ, tài sản không đủ giá trị.
lúc đó lại viết ra cái payoff hay là cái value của hai nhóm nhà đầu tư này. Giờ thì cái bọn debt holder là không được trả đầy đủ số tiền, nhưng mà vẫn sẽ nhận được tổng tài sản công ty đó, đúng không? Có là nếu mà tài sản không đủ trả nợ thì vẫn phải đưa đống tài sản còn lại, thanh lý tài sản để trả được tối đa là bao nhiêu thì trả ấy. Tức là cái bọn debt holder sẽ nhận được VT lớn là tổng giá trị tài sản, còn bọn shareholder thì không còn gì còn lại nữa thì là bằng không. Đấy, thì với hai kịch bản như thế này ấy, thì giờ mình sẽ xem là tại sao họ lại bảo là cái vị thế của bọn shareholder và debt holder nó giống như là việc sử dụng option nhá. Shareholder này, nếu như bây giờ ấy, mình coi như là cái bọn cổ đông cầm một cái côn, thế thì cái value cái côn nó sẽ bằng bao nhiêu? Có phải là CT lớn mình học ở đằng trước ấy, nó là bằng max của 0 ST lớn trừ X, đúng không? Đấy, giờ mình sẽ áp cái công thức này vào đây nhá. Nếu như mình coi như bọn shareholder là cầm một cái côn ấy, thì cái payoff cho bọn shareholder ở thời điểm T lớn ấy sẽ phải là bằng max của 0. Giờ ST lớn là cái gì? ST lớn thì nó cái underlying, mà underlying ở đây nó chính là cái firm value, là tài sản công ty này, tức nó sẽ là VT lớn. Trừ đi X, thì X là cái giá thực hiện của cái côn. Thì giờ cái côn mà cái bên shareholder họ long ấy thì sẽ có cái giá thực hiện là bằng D, tức là bằng cái nghĩa vụ nợ mà sẽ phải trả trong tương lai ở thời điểm T lớn ấy. Đấy, nên là nó sẽ là max của 0 VT lớn trừ D. Hiện giờ mình xem là ở hai kịch bản thì cái value này nó bằng bao nhiêu nhá. Đấy, kịch bản VT lớn mà nhỏ mà lớn hơn D đi, tức là trả được nợ đi, thì cái payoff nó sẽ bằng VT lớn trừ D, đúng không? Còn nếu mà VT lớn nhỏ hơn D là không đủ tiền trả nợ thì payoff bằng 0. Thì mới đối chiếu với phía trên nhá. Nó sẽ chính là tương ứng với các trường hợp phía trên. Đây, như là mình vẽ ra đây. Đấy, bởi vậy nên là có thể hiểu là cái vị thế của bọn cổ đông shareholder là lo một cái côn, mà tài sản cơ sở là tài sản của cái công ty đó, và giá thực hiện nó sẽ là cái nghĩa vụ nợ phải thanh toán trong tương lai là D. Về nốt cho cái phần debt holder là cái bọn chủ nợ. Thì debt holder ấy, thì như ở trong phần lý thuyết học có nói là giống như việc là mình long một cái risk free bond và short một cái put. Giờ thử nghĩ nhá, tại sao nó lại là long một cái risk free bond? Lý do là bởi vì cái công ty này họ đang vay một khoản tiền là bằng việc phát hành ra cái risk free bond, đúng không? Có nghĩa là công ty này giống cái việc là họ short một cái risk free bond ấy, và cái bên cho vay là cái bên long cái bond đó. Đấy, thế hai bên nó phải ngược nhau ấy. Công ty này đi vay phát hành ra một cái bond, có nghĩa là cái bên cho vay là cái bên cầm cái bond đấy. Nên là mình là cái bên ví dụ debt holder đi, thì sẽ giống với việc là long một cái risk free bond mà có mệnh giá là bằng D ấy. Đấy, thằng kia nợ mình D, đúng không? Thì là mình long một cái bond có mệnh giá bằng D này. Thì một cái bond mà mình long có mệnh giá bằng D thì lúc đáo hạn ấy nó sẽ có giá trị là bằng D, đúng không? Rồi. Tiếp theo nhá, đấy là mình short một cái put. Thì short một cái put thì cái put value PT lớn là bằng max của 0 x trừ ST lớn ấy. Đấy, thì giờ thì cái vị thế của bên debt holder nó sẽ là short một cái put như thế này. Mà short ấy thì cái value nó số trừ đằng trước, đúng không? Trừ max này của 0 x trừ ST lớn, thì cái put này nó sẽ có cái giá thực hiện cũng là D. Còn ST lớn thì nó chính là cái giá trị của cái tài sản công ty, là firm value ấy, là VT lớn. Đấy. Đây là cái payoff của bên debt holder, là nó gồm long một cái bond có mệnh giá là D và short một cái put. Đấy, thì mình viết ra lại hai kịch bản thôi. VT lớn mà lớn hơn D thì cái payoff cho bên debt holder sẽ là bằng bao nhiêu? Thay vào, đúng không? Là bằng D. Bằng D trừ đi 0 là bằng D ấy.
Còn nếu mà VT lớn nhỏ hơn D, tức là không đủ tiền trả nợ, thì pay off sẽ là bằng D trừ D cộng VT lớn ấy, là bằng VT lớn này. Và đối chiếu phía trên thì nó cũng chính là tương ứng ở đây nha. Thì cái phần chứng minh này không quan trọng, mình chỉ viết ra để mọi người hiểu tại sao thôi. Còn để mà tổng kết lại, để mà nhớ những kiến thức cần thiết cho việc làm bài và đi thi thì mọi người chỉ cần nhớ cho mình như sau. Tổng kết nhá, là như thế này: shareholder thì sẽ tương đương với cái việc là long call, còn debt holders sẽ tương đương với cái việc là long bond cộng với short put. Nếu mà để nhớ thì chỉ cần nhớ cái kết luận này thôi, không cần là phải nhớ các cách chứng minh gì. Họ không bao giờ họ yêu cầu mọi người phải làm những thứ như vậy. Thế có một cách để giúp cho mọi người nhớ được cái phần này, thì cái cách đó như sau nhá. Đồng thời mình sẽ giải thích luôn là tại sao họ lại nói tới cái này ở phần put call parity. Cái này thì liên quan gì tới put call parity đúng không? Thì cái mối liên hệ giữa cái phần shareholder và debt holder đối với put call parity là như sau nhá. Phương trình put call parity đấy là long call cộng long bond là bằng long asset cộng long put. Giờ mình sẽ chuyển cái bên long asset sang về bên tay trái nhá. Thì long asset sẽ là bằng long call cộng long bond cộng với short put. Mình thấy một điều như sau này: long asset ấy, thì asset ở đây có thể coi là tài sản của một công ty đúng không? Nó chính là cái firm value. Thì cái firm value thì sẽ thuộc về hai nhóm nhà đầu tư. Nhóm thứ nhất là bọn shareholder, tức là cái bọn long một cái call. Nhóm thứ hai là cái bọn debt holders, là cái bọn mà long bond và short put. Nên từ put call parity thì cũng có thể nhìn ra được đó là vị thế của shareholder và debt holder là nó tương ứng là cái gì. Đấy, shareholder thì là long call, debt holders thì là long bond và short put. Đấy, nếu mà mình có quên ấy, thì cứ viết cái put call parity ra thì mọi người sẽ nhớ ra được là vị thế của hai nhóm nhà đầu tư là long cái gì và short cái gì. Một cái nữa này, nó hơi nâng cao một xíu nhưng thôi mình cứ nói với mọi người để biết đâu tự dưng họ có hỏi vào thì mới biết trả lời. Bây giờ mình sẽ chuyển vé đổi dấu tiếp nhá. Mình thấy một điều ấy, đó là vẫn là put call parity nhá, thì có phải là long bond cộng với short put ấy nó sẽ bằng cái gì? Long asset cộng short put đúng không? Mà mình biết là cái vế bên tay trái là cái vị thế của bọn debt holders, long bond và short put ấy. Nên là cái vị thế của bọn debt holders cũng có thể hiểu là nó giống như cái việc là long cái tài sản của công ty đó và short một cái call. Vì hai tương đương với nhau. Cho nên là nếu mà quay lên phía trên này nhá, đây phần này mình sẽ bổ sung này, cái này sẽ là bằng cả long asset cộng short call nữa. Đấy, và tất cả những mối quan hệ này để được chứng minh thông qua put call parity. Vậy là mình xong được phần số 4 La Mã nhá. Đấy, là về put call parity. Thế sẽ qua phần số 5 La Mã. Phần 5 La Mã là một cái phần cũng quan trọng. Đấy, mình thấy là ở level 1 thì họ có xu hướng họ hay hỏi về phần này. Phần La Mã họ nói về việc ấy, đó là những cái yếu tố khác nhau, những cái factor khác nhau ấy, thì nó ảnh hưởng như thế nào tới giá trị của call với put. Cụ thể ấy, là khi mà họ đưa ra một cái yếu tố nào đó, họ bảo yếu tố đó mà tăng hay giảm thì mình sẽ phải trả lời được là cái giá trị của call và put nó sẽ tương ứng là nó tăng hay giảm. Đấy là nó tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch với nhau ấy. Đây là phần quan trọng này, phải nắm được. Tổng cộng là sẽ có 6 cái factor. Mình sẽ đi từ trên xuống dưới nhá.
Thứ nhất là giá trị tài sản cơ sở là S ấy. Cái này thì dễ này. Tài sản cơ sở mà giá càng cao thì giá trị của côn nó sẽ càng lớn, nhưng mà giá trị của put nó sẽ càng nhỏ, đúng không? Thế cái này thì hiển nhiên rồi, tại vì là đối với côn ấy, giá trị tài sản cơ sở mà càng tăng thì cái bên long nó sẽ được phép mua với một cái giá thực hiện nó thấp hơn là giá thị trường, sẽ có lợi. Còn ngược lại thì put sẽ bị bất lợi, đúng không? Nếu mà giá trị tài sản cơ sở mà càng cao ấy, thì cái việc mà mình bán cái tài sản cơ sở với cái giá thực hiện nó sẽ càng ngày là càng bất lợi hơn. Yếu tố thứ hai nhá là exercise price là X. Đấy, cái này cũng y hệt như là cái yếu tố thứ nhất. Giờ thì đối với côn ấy thì X sẽ tỷ lệ nghịch với côn. Thì lý do là bởi vì là một cái côn ấy mà cái giá thực hiện mà nó càng cao thì cái giá trị của cái côn nó sẽ càng thấp. Tại vì là nó sẽ cho phép mình mua cái tài sản cơ sở với một cái giá thực hiện nó cao hơn ấy. Thì mua càng đắt thì mình càng bị thiệt, đúng không? Đấy, đối với put thì ngược lại, X mà càng cao thì giá trị của put nó càng lớn. Vì khi đó thì cái put nó cho phép là mình bán cái tài sản cơ sở với một cái giá nó cao hơn. Thứ ba nhá, time to expiration. Thì ở cái phần time value của hôm trước ấy, thì mình có nói với mọi người đó là thời gian còn lại càng dài thì cái khả năng mà biến động về giá của tài sản cơ sở nó càng cao, tức là nó có lợi cho cả call lẫn put. Nên thông thường ấy, thì time to expiration nó sẽ tỷ lệ thuận với cả call lẫn put. Nhưng ở cái bảng này ấy, thì nó có một ngoại lệ ở phần put ấy. Đấy, mọi thấy là đối với call nhá thì nó là dấu cộng, tức là tỷ lệ thuận thì ok rồi này. Nhưng đối với put ấy thì nó có cả dấu cộng và dấu trừ. Có nghĩa là ý họ ấy là thông thường thì time to expiration nó cũng tỷ lệ thuận với put, nhưng mà nó có một số cái ngoại lệ, đôi khi nó tỷ lệ nghịch. Thì khi nào nó tỷ lệ nghịch thì cụ thể là như sau nhá. Mình sẽ bấm cái tưởng tượng như thế này này, mình nói qua thôi, có gì mọi người về đọc thêm trong sách hoặc nói kỹ hơn ấy. Put ấy thì nó khác với call ở một chỗ ấy, đó là put thì cái kịch bản tốt đẹp nhất lúc đáo hạn đó là cái tài sản cơ sở nó giảm về không. Tại vì cái tài sản cơ sở nó không thể bị âm được ấy, nên là cái value của cái put là nó sẽ bị chặn lúc kết thúc ấy. Đấy, mình không thể là mình có lợi hơn được nữa nếu như mà cái tài sản cơ sở là nó giảm xuống không. Còn cô nó không bị như vậy, tại vì đối với cô ấy thì cái tài sản cơ sở mà nó càng tăng cao thì giá trị của cô nó càng lớn. Mà rõ ràng là giá trị của tài sản cơ sở là nó không có giới hạn, đúng không? Nó có thể tăng lên cao bao nhiêu cũng được. Đấy, nên là mình đợi thêm bao lâu đi chăng nữa ấy, thì nó vẫn luôn có một cái xác suất là cái tài sản cơ sở nó vẫn tăng lên nữa cho cái call. Nhưng mà put thì không phải như vậy. Có nghĩa là giả sử nhá, hiện tại ấy, vì một lý do gì đó mà cái tài sản cơ sở của cái put ấy nó lại giảm về không, hoặc là nó rất là sát không rồi. Như kiểu đấy, công ty đấy, cái cổ phiếu đấy, cái công ty đấy sắp phá sản thế nào đó, giá cổ phiếu nó rất thấp ấy. Khi đấy thì có phải là mình sẽ muốn thực hiện cái put ngay lập tức, đúng không? Tại vì là thực hiện cái put ngay lập tức ấy thì mình sẽ ăn được cái phần chênh lệch giữa cái giá thực hiện là X và cái giá cổ phiếu hiện tại là đang nó rất là nhỏ, nó giảm về không ấy. Còn nếu mà mình đợi thêm nữa thì sao? Nếu mình đợi thêm nữa ấy thì cái giá của cái cổ phiếu tài sản cơ sở đó, một khi mà nó đã rất là thấp rồi, sát tới không rồi, nó sẽ không thể giảm thêm được nữa ấy. Nên nếu mình có đợi thêm thì cái value mình nhận được nó cũng sẽ chỉ vẫn như vậy thôi, nó không tăng lên. Nhưng mà bên cạnh đó ấy, thì cái việc mình đợi thêm nữa ấy thì mình sẽ bị thiệt bởi time value of money. Có là nếu mà mình muốn thực hiện luôn bây giờ thì mình ăn luôn cái phần chênh lệch đó. Còn nếu mà mình đợi thêm nữa thì mình vẫn chỉ nhận được cái khoản đó thôi, nhưng mà lại bị thiệt bởi time value of money. Đấy, nên là những cái trường hợp như vậy mình sẽ muốn là thực hiện càng sớm càng tốt. Mà những cái European option thì nó không cho phép thực hiện sớm, phải đợi lúc đáo hạn mới thực hiện. Đấy, bởi vậy nên những cái put như thế mà cái mà nó đang in the money rất là nhiều, mình muốn thực hiện luôn nhưng mà lại chưa được phép thực hiện ý, thì lúc đó thời gian còn lại càng dài thì lại càng bất lợi cho cái người sở hữu cái put. Nên là khi đó thì cái time to expiration nó lại tỷ lệ nghịch với put value ấy. Đấy, lúc đó thì mình sẽ mong là nó càng đáo hạn sớm càng tốt. Đấy, và thời gian còn lại càng dài thì là càng thiệt cho mình. Đấy, thì có một ngoại lệ như vậy nhá, thì mọi người nên lưu ý. Yếu tố thứ tư đấy là risk-free rate. Risk-free rate thì tỷ lệ thuận với call và tỷ lệ nghịch với put. Thì để hiểu được tại sao như vậy thì họ giải thích thông qua việc sử dụng cái là chi phí cơ hội. Bây giờ mình sẽ viết ra đây nhá để mọi người hiểu này.
Giả dụ là bây mình có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất đấy là mình mua một cái tài sản cơ sở, mua ngay bây giờ. Lựa chọn thứ hai là mình mua một cái côn. Thì mua một cái côn thì có thể hiểu là xong trong tương lai mình thực hiện thì mình vẫn mua cái tài sản cơ sở về. Đấy thì hai vị thế này đều là vị thế long ấy, đều có lợi khi mà tài sản tăng giá. Giờ mình sẽ cân nhắc đấy là mình lựa chọn cái nào trong hai cái này. Thì nếu như mà cái risk free rate nó tăng thì khi đấy thì mình nên lựa chọn cái nào trong hai cái này. Khi mà lãi suất tăng thì cái long côn nó sẽ hấp dẫn hơn là long asset ấy. Lý do là bởi vì nhá, nếu mình long asset ngay từ bây giờ thì mình sẽ phải bỏ ra một cái lượng tiền khá là lớn để mình mua đứt cái tài sản đấy về. Còn nếu mình long côn ấy thì cái giá của cái côn nó sẽ phải bé hơn là giá tài sản. Nên nếu mình long côn thì mình vẫn sẽ thừa ra được một khoản tiền. Và khoản tiền thừa ra đấy thì mình có thể dùng để mình đầu tư ấy. Mình sẽ nhận được cái risk free rate, tức là mình sẽ tận dụng cái chi phí cơ hội là cái lãi suất nó tăng đấy. Nên xét cho cùng ấy, thì cái lựa chọn nó hấp dẫn hơn sẽ là cái lựa chọn mà nó khiến cho mình có nhiều tiền hơn thừa ra để mình đầu tư với lãi suất risk free. Đấy, lựa chọn số 2 là long côn thì nó rẻ hơn lúc ban đầu, nên số tiền thừa ra sẽ dùng để tận dụng cái lãi suất tăng thì có lợi hơn. Mà nếu mà cái long côn nó có lợi hơn là long asset thì giá trị cái côn nó sẽ phải tăng lên. Suy ra là giá trị của côn và giá trị của cái risk free rate nó sẽ tỷ lệ thuận với nhau. Đấy, thì đó là đối với côn nhá, là tỷ lệ thuận này. Đối với put thì sao? Thì cũng sẽ giải thích tương tự thôi đúng không? Mình sẽ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là giờ thì mình sẽ muốn là short một cái asset. Lựa chọn thứ hai là mình long put ấy. Thì hai lựa chọn này thì đều là cái vị thế gọi là short, tức là mình sẽ đều có lợi khi mà giá nó giảm. Thì giữa hai lựa chọn này nhá, nếu mà cái risk free rate mà nó tăng ấy thì lựa chọn số 1 và số 2, thì lựa chọn số 1 nó lại hấp dẫn hơn là lựa chọn số 2. Thì lựa chọn số 1 ấy, khi mình short một cái tài sản thì mình sẽ mượn cái tài sản đó về để mà mình bán khống ấy, đúng không? Mình bán nó đi thì cái số tiền mình nhận về nó sẽ khá là lớn. Còn lựa chọn số 2 là long put thì không những là mình không nhận được tiền về, mình lại còn phải bỏ tiền ra để mình mua một cái put. Đấy, nên lựa chọn số 1 thì cái số tiền ban đầu mình có nó sẽ lớn hơn lựa chọn số 2, nên mình sẽ tận dụng được cái việc là đầu tư vào cái lãi suất risk free là nó tăng lên. Đấy, nên là như vậy thì cái long put nó sẽ kém hấp dẫn hơn, thì giá trị của put nó sẽ phải ngược chiều so với cái giá trị của risk free. Đấy, nên chốt lại nhớ, risk free rate tỷ lệ thuận với côn và tỷ lệ nghịch với put. Nếu như mà sau này mọi người đi thi mà mọi người quên mất cái này, mà không nhớ được ấy, thì có một cách để giúp mọi người nhớ là như sau nhá. Để nếu mà quay lại công thức tính exercise value ở phần đằng trên, đây cái phần mình đóng khung màu đỏ này, thì mình sẽ thấy được một điều ấy, đó là nhìn vào côn trước đi. Đối với côn nhá, nếu mà R mà tăng ấy thì cái exercise value nó cũng tăng. Đấy, nhìn vào công thức này này, R tăng thì exercise value tăng, exercise value mà tăng thì cái call value nó cũng tăng. Còn cái bên tay phải là put ấy, thì nếu mà R của put mà tăng ấy, R của công thức này mà tăng thì cái exercise value của put nó lại giảm, tức là cái put value nó cũng giảm. Nếu cứ nhìn vào công thức, một khi mà nhớ công thức rồi thì nhìn vào công thức để xem mối quan hệ giữa các biến là gì, cái này tăng thì cái kia sẽ tăng hay giảm. Thì có hai cách như vậy nhá. Một cách đấy là gọi là giải thích dựa trên chi phí cơ hội. Cách thứ hai là nhìn vào công thức xem là cái này tăng thì cái kia tăng hay giảm. Đến yếu tố số 5 đấy là volatility, tức là biến động của cái tài sản cơ sở. Thế phần này thì cũng là một cái liên quan mật thiết tới time value ấy. Và mình có nói buổi trước rồi đúng không? Biến động càng nhiều ấy thì càng có lợi cho option, có lợi cho cả call lẫn put. Tại vì là option thì cái upside rất là lớn, mà cái downside thì nó bị chặn. Đấy, downside nó bé. Đấy, nên suy ra là volatility nó sẽ tỷ lệ thuận đối với cả call lẫn put. Yếu tố cuối cùng ấy, đấy là những cái income và cost mà sinh ra từ cái tài sản cơ sở trong quãng đời của hợp đồng. Phần này thì cái logic dùng để giải thích sẽ giống hệt như là cái bài về forward ấy. Đấy là như sau nhá, income trước đi.
nếu mà cái tài sản cơ sở nó sinh ra income, tức là cái thằng long côn nó sẽ không nhận được những cái income đó trong cái quãng đời cái côn ấy. Tại vì đến lúc mà đáo hạn thực hiện cái côn thì mới nhận cái tài sản đó về, mới nhận được income. Trước đó trong quãng đời của cái côn là mình không nhận được income. Nên là cái income này mà nó càng nhiều trong quãng đời hợp đồng ấy, thì cái thằng long côn nó càng thiệt. Nên là giá trị của côn nó sẽ giảm đi, tức là tỷ lệ nghịch. Đấy, income tỷ lệ nghịch với côn value. Đấy, cost thì ngược lại đúng không? Nếu mà trong quãng đời hợp đồng mà có những cái cost, tức là bên long họ sẽ tránh cái việc là trả cái cost đó, tức là bên long được lợi. Bên long được lợi tức là cái côn value nó sẽ tăng lên. Chị mới hiểu cho côn rồi thì sao put nó sẽ ngược lại đúng không? Đối với put thì income lại tỷ lệ thuận với put, nhưng mà cost sẽ tỷ lệ nghịch với put. Thì cái bảng này rất là quan trọng nhá. Đấy, mọi người mình khuyên là nên học cái phần này nhiều lần để mà có thể nhớ được, suy luận ra được. Thế mình khuyên mọi người là không nên học thuộc mà nên hiểu ấy. Để mà họ hỏi thì có thể là suy luận. Tại vì học thuộc thì khá là dễ nhầm. Rồi mình sang đến phần số 6 La Mã, là phần cuối cùng của bài option này. Phần 6 La Mã này là một cái mô hình định giá có tên là One Period Binomial Model. Cái model này thì sang tới level 2 thì sẽ còn được học lại một lần nữa kỹ hơn. Thế ở level 1 thì thực ra cũng học khá là sâu ấy. Thế tuy nhiên thì cái phần model này mặc dù là có một số các công thức về định giá, nhưng mình thấy là các câu hỏi liên quan đến cái model này thì họ sẽ hỏi chủ yếu là lý thuyết. Họ sẽ hỏi yêu cầu mọi người là phải hiểu cái model này hoạt động như thế nào, gọi là interpret cái model đó ấy. Thế chứ tính toán thì gần như là rất là ít, không có. Thế bắt đầu với cái model này nhá. Binomial model. Thì bây giờ nhìn vào cái tên gọi của nó ấy, thì mới thấy được như sau này. One period ấy, có nghĩa là cái model này nó giả định là sẽ chỉ có một kỳ duy nhất thôi. Tức là mình chỉ có hai mốc thời gian. Đấy là T bằng 0 và T bằng 1. T bằng 0 là lúc bắt đầu và T bằng 1 là lúc kết thúc. Điều đó cũng có nghĩa là mình sẽ giả định đến những cái option mà mình định giá ấy, côn với put, nó sẽ đáo hạn ở điểm T bằng 1. Đấy, và T bằng 0 là lúc mình mua cái option đấy về. Tiếp theo thì cái tên gọi có cái chữ là binomial ấy. Thì binomial có nghĩa là trong tương lai là thời điểm T bằng 1 ấy, thì cái tài sản cơ sở nó sẽ chỉ có hai kịch bản có thể xảy ra, là giá nó tăng lên hoặc giá nó giảm đi. Thì phần này mình sẽ dùng một cái cây là cái binomial tree mà người đã học ở môn quan ấy. Đấy, mình vẽ lại ra nhá. Cái tree nó sẽ như sau này. Nó sẽ là một cái điểm rẽ ra làm hai nhánh. Đấy, ở hiện tại là T bằng 0 ấy, thì mình có cái tài sản cơ sở có giá là S0. Và mình muốn định giá một cái côn đi. Cái côn thì có giá là C0 nhá. Trong tương lai, tức là một kỳ sau ấy, T bằng 1, thì khi đó binomial có nghĩa là cái tài sản cơ sở hoặc là nó sẽ tăng lên thành một cái nó gọi là S1 cộng, đúng không? S1U. Đây, dùng chữ U. Thì cái chữ U có nghĩa là up ấy. Đây kịch bản gọi là up, là khi mà giá tăng. Còn trường hợp thứ ba, trường hợp thứ hai, đó là khi mà tài sản cơ sở là nó giảm thành một cái giá gọi là S1D. Thì chữ D thì là viết tắt của down. Thì có hai cái bản là up và down. S1U ấy sẽ là bằng S0 nhân với một cái giá trị gọi là RU. Còn S1D thì sẽ là bằng S0 nhân với cả RD. Thì RU và RD là gì? Thì sẽ được xác định dựa trên thông tin ở đề bài. Cụ thể nhá, đề bài họ có đặt hỏi như sau này, là có một tài sản cơ sở mà họ dự đoán đó là sau một kỳ nữa thì cái tài sản đấy hoặc là sẽ tăng giá 20% hoặc là sẽ giảm giá 15%. Nếu mà tăng giá 20%, tức là tài sản nó tăng giá gấp 1,2 lần. 1,2 lần tức là RU bằng 1,2. Còn nếu mà tài sản nó giảm giá đi 15%, giảm giá 15% tức là giá nó tăng lên 0,85 lần, tức là RD bằng 0,85. Thế nên là suy ra là RU và RD sẽ được xác định dựa trên thông tin ở đề bài. Họ sẽ nói là cái giá của tài sản nó tăng lên hoặc giảm đi bao nhiêu.
thì tính ra được RU và RD. Tiếp đến ý, là bởi vì là ở thời điểm T bằng 1 thì mình đang muốn định giá một cái côn mà cái côn nó đáo hạn ở thời điểm T bằng 1, thì ở hai kịch bản là up và down mình sẽ có cái value cái côn ấy, nó sẽ là C1U và C1D. C1U là value của cái côn ở thời điểm 1 ở kịch bản up thì nó sẽ chính là bằng max của 0 S1U trừ DX. Còn C1D cũng tương ứng là bằng max của 0 S1D trừ X. Thì với một cái model như thế này thì mục tiêu của mình là tìm C0 xem là C0 bằng bao nhiêu dựa trên những cái thông tin ở trên cái tree này. Đấy, đây là những cái dữ rất là cơ bản nhá, mình nắm được. Đấy, thì để mà sử dụng cái cây này để mà định giá một cái côn ấy thì sẽ có hai cách, là cái cách gọi là approach số 1 và số 2 ở trong phần số 6 La Mã. Đấy, thì giờ mình sẽ đi qua từng cách một nhá. Mình sẽ đi qua cách số 1 ở bên tay trái trước này, xong xuôi rồi sẽ đến cách số 2 ở bên tay phải. Đấy, thì mình sẽ đi vào cách số 1 luôn nhá, nửa bên tay trái của cái bảng này. Cách số 1 ấy thì sẽ gồm các bước như sau. Bước thứ nhất ấy là tính S1U và S1D. Đây, cái này thì rất là đơn giản đúng không? Mình có S0 rồi, RU và RD đề bài họ sẽ cho, thì mình tính được S1U và S1D. Bước thứ hai đó là tính C1U và C1D, tức là value của cái côn ở hai kịch bản là up và down. Thì mình cũng vừa viết lên cái tree rồi đúng không? Đấy, nó sẽ là max của 0 S1U trừ X và max của 0 S1D trừ X. Hai bước đầu tiên thì rất là cơ bản nhá, rất là dễ. Cái bước số 3, bước này là cái bước quan trọng nhất của cái cách số 1 này. Mà phải hiểu rõ là cái bước này đang làm cái gì. Một khi mà hiểu được bước số 3 rồi thì các bước còn lại nó cũng sẽ rất là đơn giản. Bước số 3 đấy là mình sẽ tạo ra một cái danh mục phi rủi ro, risk free portfolio. Thì bước này là mình làm cái gì thì giờ mình sẽ tạm thời là mình quay lại cái phần kiến thức phía trên một xíu nhá. Đó là cụ thể là ở phần số 3 La Mã ở buổi trước ấy. Ý đầu tiên ở phần 3 La Mã này, nhắc lại này, một cái côn có thể là được tái tạo lại bằng cách là mua một cái lượng hỏi chấm tài sản cơ sở và borrow. Đấy, tức là long côn là bằng long hỏi chấm asset cộng với borrowing. Để viết giải ra đây nhá, đây là chính là phần này đúng không? Chính là cái mình đóng khung ở đây. Long côn là bằng long hỏi chấm asset cộng borrowing. Thì ngay ở cái phương trình ở phía trên ấy, long hỏi chấm asset cộng short côn là bằng lending ấy. Thế điều này có nghĩa là bây mình sẽ nhìn vào cái phương trình phía trên nhá, thay vì cái phương trình màu đỏ này, đây mình sẽ đóng khung lại cái phía trên này đi, sẽ quan tâm đến phương trình này. Long hỏi chấm asset cộng short côn bằng lending ấy, có nghĩa là cái danh mục bên tay trái long hỏi chấm asset cộng short call nó là một cái risk free portfolio thì nó mới bằng lending được. Đấy, nên là giờ mình sẽ tạo ra cái danh mục này bằng cách là mình sẽ lo một cái lượng asset nào đó và short một cái call. Đấy, thì mình sẽ viết ra nhá, cụ thể này, cái danh mục của mình sẽ có giá trị là V0 thì sẽ có phải cái danh mục nó sẽ là long hỏi chấm asset cộng với short call đúng không? Long hỏi chấm asset thì value sẽ là bằng hỏi chấm nhân với cả S0. Hỏi chấm là cái lượng tài sản mà mình mua ấy. Còn short call ấy thì sẽ có value là trừ C0. Đấy, cái này mà đừng có nhầm nhá. Value của việc short call là trừ C0 chứ không phải là C0 đâu. Nhưng mà thử nghĩ này, nếu như bây giờ ấy mình có một cái côn nhá, có một cái côn có giá trị là bằng 10 đô đi, thì nếu mà một bên nào đó họ mua cái côn ấy, cái vị thế của họ là long côn đúng không, thì họ sẽ bỏ ra 10 đồng nhưng họ sẽ nhận về một thứ có value là bằng dương 10. Còn mình thì ngược lại, mình lại short cái côn đấy. Mình short côn có nghĩa là giờ mình nhận được về 10 đồng từ bên kia
Nhưng mà mình sẽ có một cái nghĩa vụ trong tương lai là sẽ phải thực hiện cái giao dịch đó nếu như bên kia họ thực hiện quyền ấy. Nên là khi đó, bởi vì là cái bên kia là bên long ấy, có value là dương 10, thì value của mình là bên short nó sẽ phải là âm 10. Đấy. Nên là mặc dù là lúc đầu mình nhận tiền về từ việc là mình short cái option ấy, nhưng mà value của cái vị thế short nó phải là số âm. Đấy, vì vị thế long thì có value là số dương, thì vị thế short cái value nó phải ngược dấu lại thôi, là âm. Nên là short call thì sẽ là trừ C0. Tiếp theo này, cái hỏi chấm này ấy, thì ở cái phần binomial họ gọi bằng một cái tên, họ viết tắt là H. Thì chữ H này thay cho cái ký hiệu hỏi chấm ấy, thì chữ H thì nó là viết tắt của hash ratio. Thì lý do họ gọi là hash ratio ấy là bởi vì là H là cái số lượng tài sản cơ sở mình cần phải lo để mình hash được việc là mình short một cái call, để mà cái danh mục của mình là nó không có rủi ro nữa. Đấy, hash ratio, đấy là lý do họ gọi như vậy. Rồi, thì cái danh mục của mình là long H asset và short call, thì value sẽ là H nhân S0 trừ C0. Giờ mình xem là trong tương lai thì danh mục này là có giá trị bằng bao nhiêu nhá. Trong tương lai thì có hai kịch bản đúng không? Là kịch bản up và kịch bản down. Kịch bản up ấy, thì cái danh mục sẽ có giá trị là V1U. Kịch bản down thì sẽ có giá trị là V1D. V1U sẽ bằng gì? Sẽ bằng H nhân với cả S1U trừ C1U đúng không? Còn V1D cũng vậy, là bằng H nhân với cả S1U, nhờ hết S1D chứ, down trừ đi C1D. Tương ứng với hai kịch bản của tài sản cơ sở tăng giá và giảm giá, thì cái danh mục V của mình nó cũng sẽ có hai cái value, up và down. Thì có một cái nhận xét rất là quan trọng như sau này: V1U phải bằng V1D. Lý do là bởi vì cái danh mục này là một danh mục risk free, mà một cái thứ risk free thì cái giá trị trong tương lai là nó chỉ có một khả năng duy nhất thôi, nó chỉ có một cái outcome duy nhất thôi, chứ nó không thể là có hai kịch bản được. Vì nếu mà có hai kịch bản, tức là cái thứ đấy nó có rủi ro, nó có khả năng là cái này, nó có khả năng là cái kia ấy, thì tức là nó có rủi ro. Để danh mục này nó không có rủi ro thì cả hai kịch bản nó phải giống hệt nhau, tức là V1U phải bằng V1D. Mà nếu mà để mình giải ra nhá, V1U bằng V1D suy ra này là HS1U trừ C1U phải bằng HS1D trừ C1D. Tính ra H sẽ phải là bằng C1U trừ C1D chia cho S1U trừ S1D. Thì đây là công thức để tính cái hash ratio. Thì tóm lại, tất cả thứ mình làm từ nãy đến giờ ấy, là mình sẽ thử tạo ra một cái danh mục phi rủi ro bằng cách kết hợp H cái tài sản cơ sở và short một call, xong mình sẽ giải ra xem H bằng bao nhiêu ấy. H phải bằng C1U trừ C1D chia S1U trừ S1D thì cái danh mục V này nó mới là một danh mục phi rủi ro được. Và có một nhận xét nữa như sau nhá, đó là H của call ấy nó phải là số dương. Lý do là bởi vì là cả tử số và mẫu số đều là số dương. Mẫu số trước đi, S1U thì phải lớn hơn S1D thì đơn giản rồi này. Tử số C1U cũng phải lớn hơn C1D. Tại vì là ở kịch bản up là kịch bản giá cao ấy, thì rõ ràng là cái cô nó có giá trị cao hơn, là kịch bản down là kịch bản giá thấp. Thế nên là C1U lớn C1D, cả tử và mẫu đều là số dương, tức là H của cô nó sẽ là số dương. Rồi. Thì mình quay lại cái bảng ở phần số 6 La Mã nhá. Đấy, bước số 3 đúng không? Mình sẽ tạo ra một cái danh mục phi rủi ro, risk free portfolio. Danh mục đó sẽ có cái giá trị hiện tại V0 là bằng HS0 trừ C0. Và H nó là cái hash ratio ấy, nó sẽ phải là bằng C1U trừ C1D chia S1U trừ S1D. Một khi mà hiểu cái bước số 3 này rồi thì bước số 4 và bước số 4, số 5, số 6 nó sẽ rất là đơn giản như sau nhá. Bước số 4 đó là tính cái giá trị của danh mục này ở thời điểm 1. Thì
mình có thể hoặc là tính V1U hoặc là tính V1D ấy. Đây là V1U và V1D nó phải bằng nhau đúng không? Đấy, tức là V bằng V1U bằng V1D. Tại vì cái danh mục này nó không được phép có rủi ro. Đấy, thì V1U và V1D thì được tính dựa trên công thức mình nói phía trên thôi. V1U là bằng HS1U trừ C1U ấy. V1D là bằng HS1D trừ C1D. Các cái biến này đều biết rồi đúng không? H thì tính ở bước số 3 rồi này. S1U tính ở bước số 1. C1U tính ở bước số 2. Đao cũng như vậy nhá. H tính ở bước số 3 thì phía trên này. S1D tính ở bước số 1. C1D tính ở bước số 2. Tất cả các giá trị này đều được tính ở các bước đằng trên rồi. Thì mới tính ra được là V1U và V1D bằng bao nhiêu. Đấy phải cần tính một trong hai thôi. Không cần phải tính cả hai đâu. Vì hai cái đó phải bằng nhau ấy. Bước thứ 5 đó là sẽ tính cái giá trị của danh mục này ở thời điểm 0 là tính V0. Nhưng mà để tính V0 ấy thì mới thấy nhá, đó là ở phía trên mình có một công thức là V0 bằng HS0 trừ C0 ấy. Thì bởi vì là mình chưa biết C0 bằng bao nhiêu nên mình không thể dùng cái công thức phía trên này để tính V0 được. Mình sẽ phải dùng một công thức khác gián tiếp là mình tính V0 bằng cách là mình chiết khấu V1 về hiện tại. Đấy, bởi vì là nó là risk free thì mình chiết khấu bằng lãi suất risk free thì nó phải ra cái giá trị hiện tại. Thế nên mình lấy hoặc là V1U hoặc là V1D, mình chia cho 1 cộng R, trong đó R là cái lãi suất risk free thì sẽ phải ra được V0. Bước cuối cùng là tính C0. Thì bước này thì bởi vì ở phía trên mình biết là V0 là bằng HS0 trừ C0 ấy, thì giờ mình giải ngược ra xem là C0 bằng bao nhiêu thôi. C0 sẽ phải là bằng HS0 trừ V0. Và thế là xong. Mình đã định giá được cái quyền côn này. Đấy, xét ra thì có tổng cộng là có 6 bước. Mọi người hiểu được cái bước số 3 ấy, là cái bước tạo ra một cái danh mục phi rủi ro, thì các bước còn lại nó sẽ khá là dễ hiểu và dễ tính. Phần này thì mặc dù có nhiều công thức nhưng mình thấy đấy là các câu hỏi trong sách thì họ không yêu cầu mọi người phải tính mấy đâu, gần như là không có ấy. Họ sẽ yêu cầu mọi người phải hiểu là cái phương pháp này họ đang làm gì. Đấy, họ sẽ tạo ra một cái danh mục phi rủi ro này, giá trị trong tương lai của cái danh mục đó V1U phải bằng V1D này. Đấy, xong rồi từ đó giải ngược ra xem C0 bằng bao nhiêu. Đấy, các cái bước mà phải hiểu là mình làm từng bước là những bước gì. Đấy, họ sẽ hỏi những thứ như vậy. Giờ thì mình sẽ sang, trước khi sang phần approach số 2 ấy, thì mình sẽ muốn nói về cái approach số 1 mà dành cho put. Đấy, thì để mà áp dụng cho put ấy, thì trong sách họ không dạy đâu, họ chỉ nói cho mỗi côn thôi. Đấy, nhưng mình nghĩ là có thể mà cũng muốn biết, và mình cũng tiện thể sẽ nói luôn cho mọi người là nếu mà là put thì như thế nào ấy. Thì phần này coi như là một cái phần bổ sung thôi nhá, có lẽ là optional thôi. Mình nói thêm cho mọi người này, put thì nó khác gì so với côn. Bây nhìn vào các bước nhá, bước đầu tiên ấy thì giống hệt côn đúng không? S1U và S1D thì tính cho côn và put là giống hệt nhau. Bước thứ hai thì sao? C1U và C1D thì giờ phải tính cho put đúng không? Thì sẽ phải tính P1U và P1D. P1U sẽ là bằng max của 0 x trừ S1U. Còn P1D thì là bằng max của 0 x trừ S1D. Đấy, thế là xong bước số 2. Bước số 3. Đây, bước này là một bước khá là dễ nhầm này. Để mà tạo ra một cái danh mục phi rủi ro mà dùng put ấy thì phải làm thế nào đúng không? Thế bây giờ quay lại phía trên này nhá. Đây, cái đống phương trình này. Lúc nãy mình có đóng khung cái phương trình màu đỏ là cái phương trình mà tạo ra một cái danh mục phi rủi ro dành cho cô ấy. Đấy, là long một lượng asset và short call thì bằng lending. Thế thì ở phía dưới cho put thì sao? Nó sẽ phải là long bao nhiêu tài sản đó cộng long put thì là bằng lending đúng không? Tức là cái danh mục của mình nó sẽ hẳn là phải là long asset và long put ấy. Nhưng mà đây một cái quan trọng này, cái phần binomial ấy họ không dùng cái này đâu, họ làm một kiểu khác. Thì cái kiểu khác đó ấy, giờ mình sẽ giải thích là họ làm cái gì. Xong một xíu nữa mình sẽ quay lại cái phần này để mình cho người thấy là mặc dù cái binomial nó làm theo một kiểu khác nhưng mà thực ra nó vẫn giống cái phương trình mình đóng khung màu đỏ ở đây thôi.
Đấy thì xíu nữa mình sẽ quay lại nhá. Giờ mình sẽ nhìn vào cái phần binomial này. Thì phần binomial ấy họ làm như sau này. Giờ để mà tạo ra một cái danh mục risk-free mà cho put ấy, thì cái phương trình nó sẽ y hệt, tức là V0 vẫn là bằng HS0, nhưng mà giờ sẽ trừ P0 thay vì C0. Đấy thì họ sẽ muốn là họ đồng nhất công thức của call và put ấy. Nên là bây giờ thay vì là trừ C0 thì là trừ P0 nhá. Sau đó mình sẽ giải tiếp ra, mình sẽ tính ra được H của put đúng không? H của put thì sẽ phải là bằng P1U trừ P1D chia cho S1U trừ S1D. Thế đến đây thì H của put nó phải là số âm nhỏ hơn không? Tại sao lại như vậy? Tại vì đối với put nhá, thì cái mẫu số là S1U trừ S1D thì nó là số dương rồi. Nhưng mà tử số ấy là P1U trừ P1D thì tử số lại là số âm ấy. Tại vì là có phải là P1U phải nhỏ hơn P1D đúng không? Đối với put thì giá càng cao thì giá trị cái put nó càng giảm. Giá càng thấp, giá tài sản cơ sở càng thấp thì giá trị cái put nó càng cao ấy. Nên là P1U nó phải nhỏ hơn P1D. Nên là cái tử số P1U trừ P1D nó phải là số âm. Tức là H của put nó phải là số âm. Thế nên mà H của put là số âm ấy, thì mà nhìn lại cái công thức là V0 bằng HS0 trừ P0 ấy, thế cái V0 này nó cũng phải nhỏ hơn không đúng không? Thử nghĩ nhá, tại vì H là số âm này, H nhân S0 cũng là số âm, P0 thì là số dương đúng không? Giá trị của cái put phải là số dương, mà một số âm trừ đi một số dương thì vẫn phải là một số âm ấy. Tức là V0 của put nó phải là số âm. Thế nếu mà V0 mà là số âm thì nó là cái gì? Tại sao một cái danh mục risk free nó lại có thể là số âm được? Có phải lúc nãy ở phần call ấy thì mình biết là cái V này này của call thì nó là landing đúng không? Nó là cái danh mục mà tương đương với landing. Thì bây giờ cái danh mục risk free này của put ấy mà nó lại có value là số âm thì nó sẽ không phải là landing đúng không? Nó sẽ phải là borrowing ấy. Thì nó ngược lại với landing mà. Tại cái value là số âm ấy, nếu value là số dương thì nó là landing, value là số âm thì nó là borrowing. Rồi, thế giờ mình sẽ thử viết ra để mình chứng minh cho mọi người thấy là tại sao cái phương trình là đúng nhá. V0 là bằng HS0 trừ P0 đúng không? Cho put này. Cái này là số âm. Rồi. Thì nếu bên tay trái đây nó là borrowing ấy. Borrowing nhá, tại vì value là số âm đúng không? Thì bằng thế HS0 thì là gì? Mà có biết không? Nó là long hay short cái gì? Lúc nãy phần call có học rồi đúng không? HS0 là gì? Ở phần call đấy. Là long hay short cái gì? Nó là long H asset đúng không? Thì hẳn đối với put nó cũng phải như vậy. Nhưng mà H của put lại là số âm ấy. Nên nếu mà mình viết là long H asset ấy, thì nó chẳng khác gì là mình bảo mình long một số âm tài sản đúng không? Giả dụ H nhá, H nó là một số là bằng ví dụ 0.25 đi. Long âm 0.25 asset thì là gì? Thì sẽ là short 0.25 asset đúng không? Thế long một số âm thì là short số dương ấy. Nên là họ sẽ không viết là long H asset, mà mình sẽ phải viết là như thế nào? Short trừ H asset. Tại vì H của put là số âm nên trừ H là số dương. Mà mình long một số âm, tức là mình short số dương, short trừ H asset. Trừ P0 thì sao? Trừ P0 thì là short put. Như này. Thế giờ mình sẽ biến đổi một xíu nhá. Đảo ngược dấu hai bên đi. Landing sẽ phải là bằng long trừ H asset cộng với long put đúng không? Như này. Mọi nhớ cái phương trình này nhá. Landing là bằng long trừ H asset cộng long put ấy. Cái phương trình này nó chính là cái phương trình phía trên ở đây. Đây, để long hỏi chấm asset cộng long put là bằng landing. Bây cái hỏi chấm này nó chặt trừ H đi. Thì thấy là tương đồng đúng không? Có nghĩa là
nhưng thứ mình học ở phía trên thì nó vẫn đúng. Long trừ H asset cộng long put là bằng landing này. Ở phía dưới nhá thì y hệt như vậy. Long trừ H asset cộng long put là bằng landing. Nên là ở đây thì cái mà mình muốn mọi người rút ra được ấy, đấy là nếu mà nhìn vào mấy cái phương trình mình học ở buổi hôm trước, đây ở trên màn hình này, thì rõ ràng là hai cái phương trình mà mình đọc không màu đỏ ở đây thì mọi người hiểu rồi, và nó khá là thuận, khá là dễ hiểu. Nhưng mà ở cái phần binomial ấy thì côn thì họ làm giống cái phương trình đầu tiên màu đỏ này, đúng không? Cái phương trình dành cho côn này. Nhưng mà put thì họ lại làm nó hơi khác đi một xíu ấy. Đấy, thì đối với put thì họ sẽ không tạo ra một cái danh mục là long hỏi chấm asset cộng long put, mà họ sẽ tạo ra một cái danh mục đấy là vẫn giống với côn ấy, tức là nó vẫn sẽ là HS0-P0, tức là giờ nó sẽ là long H asset và short put, mà long H asset cộng short put thì nó chính là short trừ H asset cộng short put, thì nó bằng borrowing. Đấy là biến đổi một hồi thì nó vẫn là một thôi, chỉ là họ viết theo hai kiểu khác nhau. Thế và tiếp theo nhá, bước số 3 xong rồi đúng không? Cái tóm lại là phương trình của côn và put ở cái phần binomial là nó giống nhau ấy, nó chỉ là thay C0 bằng P0 thôi. Thì nếu mà thay C0 bằng P0 thì H của put là âm này, V0 của put cũng là số âm. Đấy, thì đây cái mà mình rút ra được. Sang bước số 4 nhá, đấy là tính V1U V1D. Thế này tương tự đúng không? V1U sẽ là bằng HS1U trừ P1U, và V1D là bằng HS1D trừ P1D. Một lần nữa là phải lưu ý nhá, V1U và V1D cũng là số âm. Đấy, tại vì V0 là số âm rồi. Ở đây thì V1U, V1D cũng sẽ là số âm. Bước số 5 thì tính V0 ngược lại từ V1U, V1D. Đấy, thì V0 là vẫn là bằng V1U hoặc là V1D chia cho 1 cộng R. Đấy, mà mọi người nhớ đấy là các cái này bằng đều là số âm hết đi. V1U nhỏ hơn 0, V1D nhỏ hơn 0, V0 cũng nhỏ hơn 0. Bước cuối cùng là tính P0. P0 sẽ là bằng HS0 trừ V0 ấy. Thế thì ở đây thì P0 sẽ là số dương hay số âm? H của put nhá, H thì là số âm này, suy ra là HS0 là số âm. Nhưng mà V0 ấy cũng là một số âm. Thế thì bây giờ một số âm trừ đi một số âm thì nó ra số âm hay số dương, đúng không? Nó sẽ phụ thuộc vào việc đó là cái giá trị tuyệt đối của V0 nó so với giá trị tuyệt đối của HS0 thì cái nào lớn hơn ấy. Thì thường là cái bên trái lớn cái bên phải. Thực ra là nó luôn luôn là như vậy. Đấy, cho nên là nếu mà như vậy thì cái P0 nó sẽ lớn hơn không. Nên là mọi thứ nó vẫn hợp lý. Giá trị của côn hay put nó đều là số dương cả. Chỉ là khi mà mình làm các bước ấy thì có thể là sẽ có một số thứ nó bị âm thôi. Đấy, H của put nó có thể bị âm. Xong rồi cái V0 và V1 của put nó có thể bị âm. Thì mình cứ tính toán như bình thường. Thì nó bị âm là bởi vì là cái danh mục của put nó là borrowing ấy, thay vì là lending ấy. Thế qua tới phương pháp số 2. Thì phương pháp số 2 ấy thì cũng sẽ có một số bước như sau, mình đi từ trên xuống dưới nhá. Bước số 1 và bước số 2 của cái phương pháp thứ hai thì cũng giống hệt phương pháp thứ nhất, tức là bước đầu tiên mình sẽ tính S1U và S1D là giá trị của tài sản cơ sở ở hai cái bản up và down này. Bước thứ hai cũng giống hệt bước thứ hai của phương pháp số 1 ấy, tức là tính C1U và C1D. Đấy, thì giờ mình sẽ viết luôn cho put nhá. Vậy P1U cũng sẽ là bằng max của 0 x trừ S1U, còn P1D thì là bằng max của 0 x trừ S1D. Bây giờ sang bước số 3 và số 4. Thì bước số 3 của cách số 2 này là sẽ xác định một cái giá trị gọi là risk neutral probability. Thì cái giá trị này là gì? Thì bây giờ sẽ có một số cái phần kiến thức như sau mình phải nắm được này. Thứ nhất, risk neutral. Thì ở môn phái sinh ấy thì hay có một cái giả định gọi là risk
neutrality. Thì phần này mình muốn giải thích cho mọi người, để mọi người nếu đọc trong sách có thấy họ nhắc tới cái này thì hiểu họ đã nói cái gì. Thì như ở các buổi hôm trước mình được học ấy, thì mình có một cái phương trình đấy là long asset cộng với short forward thì bằng lending, đúng không? Đấy. Ví dụ là cái asset có giá là S0, lending có lãi suất risk free là R, thì cái giá forward sẽ là F0T là bằng S0 nhân với 1 cộng R mũ T lớn, nếu như mà không có những cái income và cost. Thì từ phương trình này thì có một nhận xét như sau nhá. Cái tài sản cơ sở ấy, cái rủi ro của nó có cao hay thấp, cái volatility của cái tài sản này là có lớn hay bé thì không quan trọng, đúng không? Tại vì là mình luôn luôn có thể kết hợp cái tài sản cơ sở này với cái hợp đồng short forward để mà loại bỏ được rủi ro, và cái return nhận về là bằng lending ấy. Đấy. Nên là khi mình định giá, khi định giá phái sinh ấy, bởi vì là mình luôn luôn có thể là kết hợp cái tài sản cơ sở với một hợp đồng phái sinh nào đó để mà loại bỏ rủi ro về giá của tài sản cơ sở đó đi, để mà mình nhận được lending ấy. Nên là có thể hiểu ấy, là cái góc nhìn của thằng investor khi mà định giá phái sinh ấy là risk neutral. Đấy, risk neutral có nghĩa là thằng investor là nó không quan tâm là cái rủi ro là nó cao hay thấp. Tại vì rủi ro của tài sản cơ sở mà có cao hay thấp thì cũng không ảnh hưởng tới phái sinh. Đấy, mình luôn luôn có thể kết hợp với một hợp đồng phái sinh để loại bỏ rủi ro về giá đi để mà nhận được cái lending. Đấy, nên là rủi ro của tài sản cơ sở là một yếu tố không cần phải xét tới. Đấy, nên là khi mà định giá phái sinh thì mọi người thấy nhá, là có phải là thường mình sẽ dùng cái risk free rate, đúng không? Chiết khấu mọi thứ là đều dùng cái risk free rate ý. Tại vì là mình luôn luôn có thể kết hợp phái sinh với cái tài sản cơ sở để tạo được một cái dòng tiền là risk free, là lending. Đấy, thì đấy nói về cái khái niệm risk neutral này. Tiếp đến là cái risk neutral probability là cái gì? Đấy, thì cụ thể nhá, thực ra tên gọi của nó là probability, nhưng mà mình không nên hiểu nó là probability, mà mọi người nên hiểu cái từ này nó là trọng số ấy, là weight ấy. Thì những cái gọi là risk neutral weight ấy, là những cái trọng số mà để thỏa mãn một cái điều kiện nhất định. Thì cái điều kiện nhất định ở đây là như sau này. Giờ nhá, nếu bây giờ mình có một cái tài sản cơ sở có giá trị là S0, đúng không? Đấy. Trong tương lai thì cái tài sản cơ sở nó sẽ có hai kịch bản, hoặc là S1U hoặc là S1D ấy. Giờ mình sẽ tính một cái giá trị trung bình của S1U và S1D, một cái giá trị weighted average ấy. Thì để mà tính một giá trị trung bình thì mình sẽ có hai cái trọng số đi kèm S1U và S1D ấy. Đấy là cái trọng số nhá. Thì ví dụ cái trọng số đi kèm S1U là W đi. Còn trọng số đi kèm S1D ấy thì là 1 trừ W. Đấy. Thì như vậy thì cái W nhân S1U cộng 1 trừ W nhân S1D nó sẽ là cái giá trị trung bình của S1 ở trong tương lai, là ở cuối kỳ đầu tiên ấy. Đấy. Và giờ mình muốn một điều ấy, đó là nếu như mình chiết khấu cái giá trị trung bình của S1U và S1D này về hiện tại là S0 ấy, thì nếu mình chiết khấu bằng cái lãi suất risk free là 1 cộng R thì cái PV nó phải bằng S0. Đấy. Thì mục tiêu của mình đó là xác định những cái trọng số là W và 1 trừ W, để khiến cho là nếu mà dùng những cái trọng số đó để chiết khấu hai kịch bản trong tương lai của tài sản cơ sở về hiện tại bằng lãi suất risk free thì cái giá, cái PV mình tính ra được phải bằng giá hiện tại là S0. Thì khi đó cái trọng số W này nó chính là cái risk neutral probability, họ ký hiệu là P. Đấy. W thì là mình viết tạm thế thôi, nhưng họ ký hiệu cái risk neutral probability là P nhá. Tức là nó sẽ là P và 1 trừ P. Thế tóm gọn lại này, những thứ mình nói từ nãy đến giờ ấy là risk neutral probability ấy, thì mọi người nên hiểu nó là một cái trọng số. Đấy, đừng có nghĩ nó là xác suất, nghĩ nó là trọng số. Và nó sẽ là một cái trọng số ấy, để nếu như mà mình dùng cái trọng số đó để mình tính một cái giá trị trung bình của cái tài sản cơ sở ở thời điểm T bằng 1, rồi mình chiết khấu giá trị trung bình đó từ T bằng 1 về T bằng 0,
thì cái PV nó phải bằng S không? Thế bây giờ nếu mà cái phương trình là đúng thì mình thử giải ra xem P bằng bao nhiêu nhá. Viết ra này, S0 nhân với 1 cộng R sẽ là bằng P nhân với cả S1U đúng không? S1U chính là S0 nhân RU cộng với cả 1 trừ P nhân S1D thì là S0 nhân với cả RD. Thì cả hai vế mình sẽ chia cho S0, bỏ S0 này đi. Tức là 1 cộng R thì là bằng PRU cộng với cả, phá ngoặc ra nhớ, cộng với cả RD trừ PRD. Đấy, xong rồi tiếp theo 1 cộng R sẽ là bằng P nhân RU trừ RD xong cộng với RD. Giải ra, suy ra này, P sẽ phải là bằng 1 cộng R trừ RD chia cho RU trừ RD. Thì đây là công thức để tính cái gọi là risk neutral probability, là cái trọng số ấy. Thì cái trọng số để mà khiến cho là nếu mình dùng trọng số đó để mình tính cái giá trị trung bình của cái tài sản cơ sở trong tương lai rồi chiết khấu về hiện tại, thì cái PV nó phải bằng cái giá hiện tại của tài sản cơ sở. Thì có một cái này quan trọng như sau nhá, mọi người phân biệt được ấy, đấy là cái risk neutral probability này. Nó sẽ khác với cả những cái gọi là actual probability. Nó khác ở chỗ nhá, thứ nhất đấy là mình có bảo ấy là mọi người không nên hiểu cái này là xác suất, nên hiểu nó là một cái trọng số. Rồi. Thứ hai ấy, đấy là thì cái actual probability là cái gì? Thì có thể đề bài họ sẽ cho mọi người như sau này. Họ cho mọi người thông tin về một cái tài sản cơ sở. Họ bảo là sẽ có xác suất là 40% là kịch bản up và 60% là kịch bản down ấy. Thế thì sẽ có khả năng có 40% khả năng là tài sản tăng giá và 60% là khả năng tài sản giảm giá ấy. Thì cái 40 và 60% này nó sẽ là cái actual probabilities, tức là cái xác suất thực tế của hai kịch bản up và down. Nhưng mà cái P và 1 trừ P ấy, nó sẽ không phải là cái actual probability mà nó sẽ là một cái gọi là risk neutral probability. Thì nó thực ra nó không phải là xác suất ấy, mà nó chỉ đóng vai trò là một cái trọng số thôi. Đấy, một cái trọng số để mà khiến cho là chiết khấu giá trung bình tài sản trong tương lai về hiện tại bằng lãi suất risk free thì ra giá hiện tại của tài sản, để mà không thể có các cơ hội arbitrage xảy ra được ấy, kiểu như vậy. Đấy, như cái này thực ra nếu mà đi sâu vào thì nó cũng khá là trừu tượng, với cả nó cũng phức tạp ý. Đấy, thì mình khuyên mọi người là cũng không cần thiết là phải để ý quá nhiều đâu. Đấy, cứ hiểu chung chung thôi là cái risk neutral probability thì nó chỉ là một cái trọng số. Đấy, một cái trọng số để mà thỏa mãn cái phương trình mình đóng khung màu xanh da trời ở đây. Đấy, là để mà tính ra một cái giá trị trung bình của S1 rồi chiết khấu về hiện tại thì nó phải bằng S0. Thì đó là bước số 3 nhá, xác định cái risk neutral probability. Bước cuối cùng là sẽ định giá luôn được option luôn. Đấy, thì giờ mình sẽ dùng cái risk neutral probability là một cái trọng số thôi, để mình tính ra cái giá trị trung bình của C1 rồi mình chiết khấu C1 về hiện tại thì bằng C0 ấy. Mọi người thấy nhá, mình sẽ tính như sau này. Mình lấy P nhân với C1U, để lấy cái trọng số đầu tiên nhân C1U này, cộng với 1 trừ P nhân C1D thì ra một cái giá trị trung bình của C1 trong tương lai. Rồi mình chiết khấu nó về hiện tại là chia cho 1 cộng R thì sẽ ra được C0 bằng bao nhiêu. Đấy, và đối với put thì cũng như vậy nhá. P0 sẽ là bằng P nhân P1U cộng 1 trừ P nhân P1D chia cho 1 cộng R. Và P của côn và put nó giống nhau. Đấy, đều là 1 cộng R trừ RD chia RU trừ RD. Thì cái phương pháp số 2 chỉ như thế này thôi. Và mình cũng nói luôn này, đó là nếu mà những cái giả định nó giống nhau ấy, thì cái cách số 1 và cách số 2 nó phải ra cùng một đáp số. Đấy, tức là C0 hay là P0 ở hai cách ở cột bên trái và bên phải cái bảng này,
nó phải bằng nhau, nó phải ra cùng một đáp số nếu như mà những cái input đầu vào là nó giống nhau ấy. Thế thì nếu mà như vậy thì nếu mà xong bài tập, nếu mọi người có làm ấy thì mới có thể chọn một trong hai cách của mọi người làm. Thế nhưng mình thì mình thấy là thường họ sẽ không hỏi tính toán, họ sẽ yêu cầu hỏi mọi người có hiểu không. Thế họ hỏi một khái niệm gì đó, chẳng hạn hỏi là risk neutral probability thì nó có đặc điểm gì, nó có phải là actual probability hay không, hay là đấy, những cái ở cách số 1 là về cái risk free portfolio thì là nó sẽ gồm long asset và short call chẳng hạn, mấy thứ như vậy. Thế phải hiểu từng bước một là mình đang làm cái gì thì mới sẽ trả lời được câu hỏi, chứ không phải lo họ hỏi những cái thứ technical sâu xa phức tạp gì đâu, nó sẽ chỉ xoay quanh cái bảng này thôi. Rồi thế nhá, thì vậy là mình xong được cái phần số 6 la mã và cũng là xong bài option nhá. Thế mình sẽ quay lại bài số 1 là cái bài giới thiệu ấy, để mình đi qua một lượt. Bài này thì cũng 100% là lý thuyết thôi và hầu hết kiến thức thì cũng khá là dễ. Đấy, nhưng mà cũng có một vài kiến thức cũng cần phải lưu ý, cũng hơi khó ấy. Đấy là từ giờ đến lúc kết thúc buổi học thì mình sẽ lướt nhanh qua những phần dễ và mình sẽ nói tập trung đến cái phần khó thôi. Đấy, phần dễ thì ai cũng hiểu rồi, nói rông dài thì cũng chỉ mất thời gian thôi. Bài số 1 này, đấy là giới thiệu về thị trường phái sinh và các cái hợp đồng phái sinh. Đấy, thì phần 1 la mã thì rất là dễ rồi nhá, định nghĩa. Đấy, phái sinh là một cái công cụ tài chính mà cái giá trị của nó sẽ phụ thuộc vào giá trị của một cái tài sản cơ sở, underlying. Đấy, và underlying thì nó rất là đa dạng, nó có thể gồm là cổ phiếu, trái phiếu, lãi suất, những cái đồng tiền, ngoại tệ, hàng hóa, hay thậm chí là cả credit, là tín dụng nữa. Đấy, để xíu nữa thì cũng sẽ ở đằng sau cũng sẽ nói tới một cái hợp đồng phái sinh mà cái tài sản cơ sở nó là tín dụng ấy, thì lúc đấy sẽ tính sau nhá. Đấy, phần 1 la mã là xong này. Phần 2 la mã là nói về thị trường phái sinh. Đấy, thị trường phái sinh thì có hai kiểu, đấy là OTC với cả giao dịch trên sàn. Đấy, thì những hợp đồng OTC thì đặc điểm này, đấy là những hợp đồng mà hai bên thỏa thuận trực tiếp với nhau. Và bởi vậy nên là sẽ có các đặc điểm nhá, là flexibility là cái độ linh hoạt cao hơn, customization là cái tính tùy biến nó cũng cao hơn ý. Hai bên có thể là thỏa thuận những cái điều khoản mà phù hợp với nhu cầu của mỗi bên. Và privacy là cái độ riêng tư nó cũng cao hơn các giao dịch trên sàn. Ý số 2, các hợp đồng trên sàn thì đặc điểm là standardized, tức là được chuẩn hóa. Chuẩn hóa là các điều khoản nó sẽ được sàn quyết định ý. Như mình nói đấy là hợp đồng có kỳ hạn bao lâu, tài sản cơ sở là gì, mỗi hợp đồng từng với bao nhiêu tài sản cơ sở chẳng hạn, là sàn quyết định. Đấy, thì đặc điểm của các hợp đồng trên sàn đấy là transparency, cái độ minh bạch, rõ ràng thông tin cao hơn này. Chi phí giao dịch thường là cũng sẽ thấp hơn này. Đấy, rủi ro tín dụng thì thường là cũng sẽ thấp hơn. Đấy, the greater protection, tức là cái bảo vệ khỏi rủi ro tín dụng là tốt hơn, có cái là ít rủi ro tín dụng hơn, và thường là thanh khoản cao hơn. Thế mà tại sao hợp đồng trên sàn thì lại có cái rủi ro tín dụng thấp hơn là hợp đồng OTC? Thì mình sẽ sang ý số 3. Ý số 3 thì họ nói tới một cái thực thể nó gọi là Central Counterparty, CCP. Thì cái bọn CCP này dịch ra được gọi là cái trung tâm thanh toán bù trừ. Thế bọn CCP này là thuộc cái sàn giao dịch, và chức năng của CCP sẽ đứng ra làm trung gian giữa tất cả các giao dịch của các bên ở trên sàn ấy. Có nghĩa là bây giờ một giao dịch nhá, là gồm bên long và bên short. Thì nếu mà là OTC thì bên long và bên short là giao dịch trực tiếp với nhau. Nhưng mà nếu mà là trên sàn ấy, thì thực chất là sẽ có một cái bọn CCP đứng ở giữa. Tức là nó sẽ giống cái việc là bên long thì giao dịch với CCP, và cái CCP giao dịch với bên short ấy. Đấy, và nếu mà họ làm như vậy thì có nghĩa là bởi vì là trung gian nên là nếu như giả dụ là một trong hai bên mà default, mà coi như không thực hiện được nghĩa vụ ấy, thì cái CCP nó vẫn phải thực hiện cái giao dịch với bên kia. Thế mà tại sao cái CCP lại làm được như vậy, đúng không? Thì cái sàn giao dịch nó có một số cơ chế để nó khiến cho cái chức năng trung gian của bọn CCP nó được cải thiện hơn ấy. Ví dụ nhá, thứ nhất đấy là cái tài khoản ký quỹ. Đấy, thì một khi mà cái số dư ở trong tài khoản nó thấp quá thì phải nạp thêm vào, thì đấy là một cơ chế bảo vệ này. Thứ hai ấy, đó là cái cơ chế thanh toán cuối mỗi ngày. Cái thanh toán cuối mỗi ngày tức nghĩa là cái gain loss của mỗi hợp đồng nó cũng không quá là to.
nên là cái số dư ký quỹ thường nó sẽ đủ để mà nó cover được khoản gain loss đấy, nhất là cái khoản loss ấy. Đấy, thì số dư nó đủ để mà nó chịu khoản lỗ hàng ngày. Và có một cơ chế nữa ấy, gọi là những cái price limit, là những cái band về giá ấy. Như kiểu giả dụ ở Việt Nam chẳng hạn thì mới thấy đấy là giá cổ phiếu thì qua mỗi ngày là không được tăng hoặc giảm quá một cái band 7% gì đó chẳng hạn. Đấy, những cái hợp đồng trên sàn futures các thứ nó cũng có thể là có cái quy định như vậy thôi. Đó là cái giá futures của ngày hôm qua và ngày hôm nay, thì cái giá ngày hôm nay là không được tăng quá hoặc là giảm xuống thấp quá so với cái giá ngày hôm qua, nó phải nằm trong một cái band nhất định ấy. Đấy, thì nếu như mà nó có những cái giới hạn, những cái price limit như vậy thì nó cũng sẽ đồng thời là giới hạn những khoản gain hoặc loss của cuối mỗi ngày. Mà nếu mà giới hạn gain hoặc loss cuối mỗi ngày như vậy thì cái số dư ký quỹ thường là nó sẽ đủ để mà nó trả những khoản lỗ của các bên party. Ở đây họ bảo là đấy, bọn CCP đứng ra sẽ chịu cái rủi ro tín dụng cho các bên đấy, đứng ra trung gian thực hiện giao dịch cho hai bên đấy. Thì ưu điểm và nhược điểm của CCP này đấy, thì ưu điểm đấy là transparency, là minh bạch hơn này, standardization tức là chuẩn hóa này, và risk reduction là giảm thiểu rủi ro. Nhưng mà ngược lại thì cũng có một số hạn chế liên quan tới cái chức năng CCP này, đó là centralization và concentration of risk. Cái centralization ý họ là rủi ro nó tập trung hết về một bên ấy, chứ không phải là nó phân ra làm nhiều thằng investor khác nhau đấy. Và thứ hai là concentration, đấy thì cũng như vậy thôi, rủi ro tập trung vào một bên thì nó dẫn tới cái việc là cả nó cũng nguy hiểm hơn, đúng không? Đấy, đến một cái lúc mà cái bọn CCP này nó không có đủ khả năng để nó thực hiện cái việc thanh toán cho các bên chẳng hạn. Thế những cái thứ đấy thì nó cũng khá là phức tạp nhá. Đấy, họ cũng không đi sâu vào ấy. Thế thì mọi người biết đấy là nó có cả ưu điểm, phần lớn là ưu điểm, nhưng mà nó cũng không phải là chỉ toàn ưu điểm, nó cũng có một vài cái rủi ro cần phải lưu ý. Bên cạnh đó nhá, thì ở cái phần 2 La Mã này ấy, thì mình không ghi, nhưng mà mình muốn bổ sung thêm một ý. Đấy là trong sách họ nói như sau này, là hồi xưa ấy thì đúng là trên sàn thì an toàn hơn là OTC. Đấy, trên sàn thì nó có cái bọn CCP này, còn OTC hồi xưa thì không có. Nên là hồi xưa ấy thì OTC có rủi ro tín dụng cao hơn là trên sàn. Nhưng họ bảo là những năm gần đây ấy, thì mọi thứ nó bắt đầu thay đổi. Và những cái hợp đồng OTC là bắt đầu là cũng sẽ có cái bọn CCP đứng ra làm trung gian, và cũng có những cái tài khoản ký quỹ phải tạo ra ấy, thì cũng phải có collateral, cũng phải có tài sản bảo đảm, cũng phải có ký quỹ. Đấy, nên là họ bảo là hiện tại nhá, nhìn chung ấy, thì giờ thì những hợp đồng OTC nó cũng được cải thiện về mặt rủi ro lên khá là nhiều rồi. Nên có thể coi như là nhìn chung thì hiện tại thì cả các hợp đồng trên sàn và các hợp đồng OTC thì nó khá là giống nhau ấy, là cái mức độ rủi ro tín dụng là nó khá là thấp. Thế thì mọi người về thì muốn cứ làm bài tập thì sẽ có một số câu hỏi lý thuyết họ hỏi về hai cái thị trường giao dịch này. Thế thì nếu mà có gì thì mình nên đọc thêm trong sách ấy, vì trong sách nó nói kỹ hơn. Để trên lớp thì mình chỉ nói những cái ý chính để mà làm phần lớn các câu hỏi thôi. Qua phần số 3 La Mã, đấy là phân loại phái sinh. Đấy, phần này thì các hợp đồng phái sinh họ chia ra làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất gọi là firm commitments, và nhóm thứ hai thì được gọi là contingent claims. Thì hai nhóm này khác nhau ở chỗ ấy, đấy là firm commitments thì là một cái cam kết mà cả hai bên bắt buộc phải thực hiện trong tương lai, để không được phép lựa chọn mà phải tham gia vào giao dịch trong tương lai. Còn contingent claims là những cái thứ mà sẽ có một bên, thường là bên long, là được phép quyết định xem là có thực hiện trong tương lai hay không. Đấy, thì cụ thể nhá, firm commitment thì sẽ gồm các hợp đồng mình đã học rồi này. Forward là 1, futures là 2 và swap là 3. Ba cái này thì hai bên đều phải thực hiện cái nghĩa vụ trong tương lai ấy. Thì mình nhớ cho mình nhá, đấy là forward và swap nó là OTC, nhưng mà futures ở trên sàn. Sát đến nhóm thứ hai, đấy là contingent claim. Thì những cái hợp đồng mà một bên được phép lựa chọn là có thực hiện hay không ấy, thì hầu như chủ yếu nó sẽ là option. Đấy, và phần option này thì option nó sẽ hoặc là OTC hoặc ở trên sàn nhá. Đấy, riêng option nó sẽ có thể là được giao dịch ở hai thị trường khác nhau, chứ không giống cái hợp đồng phía trên ấy. Phía trên thì hoặc là OTC hoặc là trên sàn, option thì nó có thể là một trong hai.
Một cái hợp đồng khác ở phần này mà cũng thuộc nhóm contingent claims ấy, là một hợp đồng họ gọi là credit default swap, là CDS. Thì CDS là một hợp đồng phái sinh mà sẽ được học kỹ ở level 2 cũng như level 3. Ở level 1 ấy, thì họ chỉ giới thiệu rất là qua loa thôi, nên mình sẽ nói nhanh ở trên màn hình như sau nhé. Một cái hợp đồng CDS ấy, là một cái hợp đồng bảo hiểm tín dụng. Thì cụ thể ấy, sẽ có hai bên này, một bên là bên mua bảo hiểm và bên là bên bán bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm thì mình sẽ gọi là cái bên gọi là protection buyer, mua bảo hiểm, mua protection. Bên kia là bên bán bảo hiểm, gọi là bên protection seller. Thì cái hợp đồng CDS này nó là phái sinh, nên là nó sẽ có một tài sản cơ sở, gọi là cái underlying. Thì giả dụ cái underlying nó làm cái bond X nhá. Thì bây giờ nếu mình là cái bên mua bảo hiểm, là bên buyer ấy, thì mình sẽ mua bảo hiểm cho cái bond X này, mua bảo hiểm tín dụng. Thì mua bảo hiểm có nghĩa là sao? Có nghĩa là cụ thể ấy, thì hàng kỳ mình sẽ phải trả phí bảo hiểm cho bên bán bảo hiểm, thế trả cái khoản họ gọi là premiums. Giống kiểu mình mua bảo hiểm nhân thọ đúng không? Thì hàng kỳ, hàng năm mình phải trả phí. Thì ở đây cũng như vậy, mình mua bảo hiểm cho cái bond X, thì cái hợp đồng bảo hiểm này sẽ có một kỳ hạn, ví dụ là 5 năm đi. Thì ở trong 5 năm đó, mỗi năm mình phải trả khoản phí bảo hiểm nhất định. Thì bù lại, cái bên bán bảo hiểm ấy, họ sẽ phải cung cấp một cái dịch vụ bảo hiểm cho mình. Cụ thể hơn ấy, là cái bên bán bảo hiểm sẽ phải bồi thường cho mình nếu như mà có những cái sự kiện tín dụng nó xảy ra với bond X ấy. Mà sự kiện tín dụng ở đây, những cái sự kiện mà nó phát sinh mà nó gây ra các khoản lỗ tín dụng ấy, chủ yếu nó sẽ là default, là vỡ nợ ấy. Thế nếu mà cái thằng phát hành cái bond X mà nó vỡ nợ, cái bond X mà default, thì khi đó cái thằng seller, là thằng bán bảo hiểm sẽ phải bù đắp cho mình, sẽ có những khoản gọi là compensation cho những cái khoản credit losses. Để nếu mà trong tương lai mà có các khoản lỗ tín dụng thì bên bán bảo hiểm sẽ phải bồi thường, bù đắp lại cho bên mua. Đấy, thế thôi nhá. Ở level 1 thì mình sẽ hiểu cái mối quan hệ giữa hai bên như này thôi. Bên mua với bên bán. Bên mua thì trả phí, bên bán thì phải bồi thường nếu như mà có những cái sự kiện xấu nó xảy ra. Qua phần số 4 la mã, ứng dụng của phái sinh. Thì phần ứng dụng này thì mình sẽ nhìn nhận dưới hai góc nhìn. Góc nhìn thứ nhất là của các tổ chức phát hành. Tổ chức phát hành ở đây thì ý họ là các doanh nghiệp ấy. Các doanh nghiệp thì họ phải phát hành ra các cái loại chứng khoán, các cái hình thức để xin vốn đúng không? Phát hành ra debt và equity. Đó là issuer này. Cái góc nhìn thứ hai là của investor, là các nhà đầu tư nói chung. Thì mình nhìn góc nhìn của bọn issuer trước nhá. Thì issuer ấy, thì cái họ hay dùng phái sinh để thực hiện các mục đích như sau này. Đó là để bù trừ hoặc là để giảm thiểu rủi ro mà nó tác động lên những cái khoản mục ở trên báo cáo tài chính ấy. Chắc cụ thể đó là mọi người biết đấy, là báo tài chính thì nó sẽ có cái balance sheet là gồm tài sản và nợ, và income statement là gồm lợi nhuận, profit, net income ấy. Thì giờ mục tiêu của các tổ chức phát hành ấy, là họ muốn giảm thiểu cái biến động của các cái khoản mục ở trên báo cáo tài chính để nó đỡ rủi ro hơn ấy. Cho nên mà hàng năm các khoản mục này mà nó cứ tăng giảm nhiều thì nhà đầu tư đọc thì họ sẽ thấy là cái rủi ro là nó lớn. Đấy, thì nó sẽ coi như là nó sẽ giảm giá trị của doanh nghiệp công ty đó đi. Đấy, thế mục tiêu nhá là để offset hoặc là hedge những cái exposure ảnh hưởng tới tài sản, nợ và lợi nhuận này. Và cụ thể hơn ấy, đấy là thường thì các tổ chức phát hành họ sẽ muốn đạt được cái mục tiêu gọi là hedge accounting treatment. Thì hedge accounting treatment có nghĩa là ấy, nếu như mà cái tài sản, cái khoản mục được hedge và công cụ dùng để hedge mà nó đủ khớp với nhau ấy, nó đủ match với nhau, thì khi đó cái tổ chức phát hành họ được phép là họ dùng hai thứ đấy nó offset lẫn nhau trên một cái tài chính ấy. Tức là giả dụ nhá, bên mình có một cái tài sản là A và một hợp đồng phái sinh là B. Đấy. Thì nếu như mà cái hợp đồng phái sinh B mà nó khớp, nó match được với cái tài sản A ấy, thì có thể là kế toán họ sẽ cho phép là gộp chung cái tài sản A và hợp đồng phái sinh B vào thành một dòng ấy, kiểu như vậy. Và điều đấy có nghĩa là nếu như mà trong tương lai, giả dụ tài sản A mà tăng giá nhưng hợp đồng phái sinh B nó lại giảm giá chẳng hạn, thì nó offset lẫn nhau ấy. Thì khi mình gộp vào nhau rồi thì cái biến động của nó là nó bù trừ lẫn nhau, là nó sẽ đỡ rủi ro hơn.
Thì phần này sẽ có một cái bảng. Thì cái bảng ở đây là họ sẽ nêu ra là có những cái loại hedge mà các tổ chức phát hành họ sử dụng. Phân ra làm 3 nhóm: cash flow hedge này, fair value hedge với cả net investment hedge. Phần này là một phần hơi nâng cao một xíu nhá. Đấy, nó hơi khó một chút. Nên là giờ mình sẽ nói kỹ hơn để mọi người hiểu này. Trước khi nói về cái bảng này thì có một cái kiến thức như sau mình muốn mọi người nắm chắc. Đó là bây giờ mình so sánh giữa hai cái bond nhá. Một cái bond lãi suất cố định và một cái bond lãi suất Hà Nội. So sánh đặc điểm hai cái bond này. Mình sẽ so sánh ở hai tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất ấy, đấy là về dòng tiền. Tiêu chí thứ hai là về cái fair value. Xem là hai cái bond này thì những cái tiêu chí này thì nó khác nhau như thế nào. Thứ nhất là về dòng tiền. Dòng tiền ấy thì cái bond lãi suất cố định và cái bond lãi suất Hà Nội thì cái nào sẽ ổn định hơn? Là cái cố định đúng không? Đấy, suy ra là cái fixed rate bond thì dòng tiền sẽ ổn định hơn, more stable này. Floating thì sẽ kém ổn định hơn, là less stable. Điều đấy có nghĩa là ấy, nếu như mà mình muốn hedge về dòng tiền nhá, mình muốn là dòng tiền ổn định ấy, thì mình sẽ muốn là những cái bond hay những cái khoản nợ của cái công ty mình là nó sẽ ở dạng fixed, là dạng cố định, thì dòng tiền nó ổn định hơn, là floating, là biến động ấy. Thế bây giờ đến fair value thì sao? Mà còn nhớ đấy là giữa cái fixed rate bond và cái floating rate bond thì cái bond nào có fair value ổn định hơn không? Cái này học ở môn fixed income nhá. Và đây cũng là một kiến thức khá là khó ấy. Thì giờ mình cũng sẽ không đi quá sâu vào đâu, mình sẽ đưa lại cái kết luận ra cho mọi người này. Cái bond floating thì có fair value ổn định hơn. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Lý do ấy là bởi vì như thế này này. Cái bond floating là những cái bond mà lãi suất coupon nó điều chỉnh theo lãi suất thị trường. Mà những cái bond mà như vậy thì như ở cái môn fix được học ấy, những cái bond floating thì thường giá nó sẽ khá là sát với mệnh giá. Lúc phát hành nó sẽ luôn được phát hành ở mệnh giá nhá. Và trong tương lai ấy, ở những ngày trả coupon ấy, thì thường là giá của cái bond floating là nó sẽ khá là sát với mệnh giá. Đấy, và một cái cụ thể hơn ấy, là duration của cái bond floating thì nó luôn luôn bé hơn là duration của những cái bond fixed có đặc điểm tương tự. Thì mình cũng không muốn đi sâu vào để chứng minh nó dài dòng ở môn fixed nữa. Thế nên cái đấy thì có gì thì mọi người ôn lại môn fixed income thì mọi người sẽ nắm rõ được. Ở môn phái sinh ấy, thì mình sẽ chỉ quan tâm đến kết luận thôi. Là về cái giá thị trường thì cái bond floating nó sẽ có giá ổn định hơn. Đấy, và nếu mà dùng common sense có thể nhận ra điều đó ấy. Lý do mà cái bond floating nó ổn định hơn về giá ấy, là bởi vì là nó điều chỉnh lãi suất theo điều chỉnh coupon theo lãi suất thị trường. Tức là nếu mà mình cầm cái bond floating ấy, thì mình sẽ không sợ cái việc là thị trường lãi suất thay đổi thì cái coupon của mình là nó không bắt kịp theo ấy. Đấy, thì mình sẽ luôn luôn là catch up, mình sẽ nhận được cái lãi suất thị trường ở hiện tại. Thì mình sẽ chấp nhận là mình mua cái bond floating với một cái giá nó sát với mệnh giá. Còn những cái bond fixed rate thì nó rủi ro hơn ở chỗ đấy là coupon nó cố định. Coupon nó cố định ý, có nghĩa là nếu như mà thời gian trôi đi mà lãi suất thị trường thay đổi thì có phải là giá của cái bond fixed là nó sẽ biến động nhiều hơn đúng không? Tại vì là giá của một cái bond nó là bằng PV của dòng tiền ý. Mà nếu mà cái tử số là coupon là cố định mà mẫu số là lãi suất chiết khấu mà nó lại biến động thay đổi thì dẫn tới cái việc là cái PV nó cũng biến động nhiều hơn. Đấy, PV của cái bond fixed nó sẽ biến động nhiều hơn. Tại vì là cả tử và mẫu ấy, cái dòng tiền ở tử và lãi suất chiết khấu ở mẫu thì cái dòng tiền ở tử là cố định, lãi suất chiết khấu ở mẫu lại là biến động thì cái giá nó biến động nhiều. Còn cái bond floating thì có thể hiểu là cái tử số dòng tiền và cái mẫu số là lãi suất chiết khấu ấy, thì nó tăng giảm cùng nhau. Tại vì là coupon nó tăng giảm theo lãi suất thị trường. Đấy mà nếu mà tử và mẫu của những cái phân số chiết khấu dòng tiền mà nó tăng giảm cùng nhau thì cái PV nó sẽ không biến động nhiều, giá nó sẽ sát với mệnh giá. Thế nhá, nên là khi mà mình muốn hedge về fair value ấy, mình muốn fair value ổn định thì mình lại muốn là cái bond của mình nó ở floating thay vì là ở fixed. Đấy, nên là cái kết luận quan trọng ở thằng này này là mình phải xem là cái mục tiêu của mình muốn hedge cái gì.
mình muốn hash dòng tiền hay mình muốn hash fair value. Nếu mình muốn hash dòng tiền ấy, thì mình nên đổi cái thứ đấy sang thành dạng fix. Còn nếu mình muốn hash fair value thì mình nên đổi cái thứ đấy sang thành dạng floating. Rồi, hiểu được đấy rồi nhá, thì mình sẽ quay lại cái bảng ở phần số 4 la mã này. Cái loại hash đầu tiên là hash dòng tiền. Đấy. Thì mục tiêu là khiến cho dòng tiền nó biến động thấp hơn. Thì cái objective thì dễ hiểu rồi nhá. Thì bây giờ cái example này là phải hiểu là cái example này tại sao nó lại hash dòng tiền. Cái ví dụ đầu tiên ấy, đấy là dùng một cái swap để biến một cái khoản nợ floating sang thành một khoản nợ fix. Thì biến thành fix thì dòng tiền nó ổn định hơn, thì là mục tiêu của mình. Thế thì cái khó ở đây đấy là mình có biết là tại sao dùng một cái swap thì lại biến từ floating sang thành fix được, và dùng cái swap như thế nào không? Đây cũng là những câu mà mình nghĩ là có thể bị hỏi vào ấy, nếu mà họ hỏi nâng cao ấy. Thì giờ mình sẽ ví dụ nhá, để mọi người biết cách làm này. Giả dụ ấy, hiện tại thì là mình đang long một cái floating rate bond. Giờ mình muốn kết hợp với một cái swap ấy, một cái gì đấy, để mà cái vị thế của mình nó lại đổi thành là long một cái float, một cái fixed rate bond nhá. Thì mục tiêu của mình là đổi từ floating ra thành fixed để mà dòng tiền ổn định hơn ấy. Đấy, thế bên cái thứ mà mình phải kết hợp vào để biến từ floating sang thành fixed nó phải là cái gì? Thì nó sẽ là một cái swap. Thế nhưng mà một cái swap ấy, thì cái swap mình sẽ pay cái gì và receive cái gì ấy, thì mọi người sẽ phải nhìn ra được. Có thể nhìn ra được không? Được cách làm như sau nhá. Cách làm này. Cái vị thế gốc ban đầu của mình ấy là long floating rate bond, có nghĩa là hàng kỳ mình sẽ pay floating đúng không? Nhầm. Receive floating chứ. Hàng kỳ mình sẽ nhận về một cái lãi suất floating. Rồi. Thế điều đấy có nghĩa là giờ ấy mình muốn đổi cái vị thế receive floating này để mà biến thành là receive fix. Thì cái dòng tiền nó ổn định. Thế để mà đổi như vậy thì phải làm thế nào? Thì mình phải tham gia một cái swap, mà cái swap sẽ phải có hai chân. Một chân sẽ phải cancel cái vị thế cũ, và chân còn lại là để tạo ra vị thế mới. Và để mà cancel vị thế cũ ấy, để mà cancel được cái receive floating này đi, thì cái swap của mình nó phải là pay floating đúng không? Rồi. Để mà nó cancel lẫn nhau. Cái chân còn lại thì ngược lại thôi, nó sẽ phải là receive fixing. Đây, cái màu đỏ này nó sẽ cái vị thế mà mục tiêu của mình. Còn hai cái floating nó sẽ cancel lẫn nhau. Đấy, thì có thể họ sẽ hỏi như vậy, họ sẽ bảo mọi người là phải chọn một cái swap để mà biến một cái khoản bond floating sang thành fix. Thì mình phải chọn được là cái swap là mình pay cái gì, receive cái gì. Bây giờ một cái ví dụ khác nhá. Giờ thì thay vì việc là mình đang long một cái floating rate bond, thì ngược lại đi, là mình là cái bên đi vay đi. Mình đi vay tức là mình phát hành ra cái bond đúng không? Là mình short một cái floating rate bond. Giờ mình cũng muốn là kết hợp với một cái swap để mà biến nó thành là mình đi vay nhưng mà ở lãi suất cố định. Đấy, thì cách làm cũng tương tự thôi. Mình sẽ viết cái vị thế ban đầu của mình. Ban đầu là mình short floating, tức là hàng kỳ mình phải pay floating. Và mình muốn đổi từ pay floating sang thành là hàng kỳ là mình trả lãi suất cố định là pay fixing. Thì cái swap của mình nó sẽ có hai chân, một chân là để bỏ vị thế cũ đi, chân còn lại là để tạo ra cái vị thế mới. Thì pay floating để cancel đi thì nó phải là receive floating. Rồi, thì nó sẽ cancel này, còn lại thì là pay fix. Thì nó sẽ là cái thứ mà mình muốn ấy. Và đây là mình dùng swap nhá. Đấy, cái swap thì sẽ có hai chân đúng không? Đấy, thì cái logic nó sẽ là luôn luôn là có hai chân của cái swap. Một chân sẽ cancel cái cũ để bỏ nó đi. Cái chân còn lại là sẽ tạo ra một cái mới là cái mình muốn. Đấy, thì nếu họ có hỏi vào thì mình sẽ phải chọn được cái swap phù hợp. Rồi, được quay lại phần lý thuyết này. Đấy, đây là example nhá. Đấy, thứ nhất đấy là dùng swap để biến floating sang thành fix. Cái ví dụ thứ hai ấy, là dùng cái hợp đồng gọi là forward tỷ giá để mà hash những cái doanh thu trong tương lai. Có ý nghĩa này nhá, ví dụ mình là ở nước Mỹ, công ty mẹ ở nước Mỹ,
có công ty con ở Việt Nam. Thì như vậy thì mình có phải là một năm trôi qua thì công ty con sẽ tạo ra doanh thu ở đồng Việt Nam đồng, thì sẽ phải đổi sang tiền đô la Mỹ của thằng mẹ để trả thằng mẹ chẳng hạn. Thì sẽ có cái rủi ro về tỷ giá ấy, là nếu mà trong tương lai một năm sau mà mình quy đổi cái đồng Việt Nam đồng sang đô la Mỹ bằng cái tỷ giá spot lúc đó, thì cái tỷ giá spot lúc đó nó cao hay thấp thì mình không biết được. Bởi vậy nên là giờ mình muốn hedge cái dòng tiền, tức là cái dòng tiền đô la Mỹ mà mình nhận về sau khi quy đổi ấy, thì mình sẽ dùng hợp đồng FX Forward để mà mình làm thế nào. Giả dụ nhá, mình ước tính này, đó là một năm sau ấy, thì cái công ty con ở Việt Nam sẽ tạo ra là 100 triệu Việt Nam đồng. Đấy. Thì nếu mà như vậy thì mình sẽ muốn chốt một cái tỷ giá quy đổi để quy đổi 100 triệu Việt Nam đồng sang đô la Mỹ, đúng không? Thì khi đó thì cái hợp đồng FX Forward thì mình sẽ phải long cái gì và short cái gì, mọi người biết không? Một năm sau nhá, mình sẽ có 100 triệu Việt Nam đồng và mình muốn chốt một cái tỷ giá để mà đổi 100 triệu Việt Nam đồng sang thành đô la Mỹ. Thì mình sẽ phải làm gì? Để mà đổi từ Việt Nam đồng sang đô la Mỹ thì mình sẽ phải bán Việt Nam đồng và mua đô la Mỹ, đúng không? Có nghĩa là cái hợp đồng forward ấy, nó sẽ phải là short Việt Nam đồng và long USD. Thì sẽ tùy xem là cái cặp tỷ giá nó như thế nào nhá. Ở ngoài thị trường thì thường là như thế nào nhỉ? Thường thì cái đồng ở mẫu là USD Việt Nam đồng trên tử này, đúng không? Ví dụ như này đi, là bằng 25.000 gì đấy nhá. Đấy, cái tỷ giá nó là Việt Nam đồng ở tử, đô la Mỹ ở mẫu. Thì cái hợp đồng forward ấy, để mà bán Việt Nam đồng mua đô la Mỹ thì mình sẽ phải long, đúng không? Tại vì là mình long hay short ấy, là mình long hoặc short cái thứ ở mẫu. Đấy, cái này thì mình đã nói được các bài trước rồi. Nên là đấy, nếu mà mình long đô thì nó phải là long cái hợp đồng này. Long cái ở mẫu tức là bán cái ở tử, short cái ở tử. Đấy, thì cái này nó hơi tiểu tiết nhá, nhưng mình muốn biết ra để mọi người hiểu ấy. Đấy là ở đây họ chỉ nói chung chung là dùng FX forward, nhưng phải hiểu đấy là thế thì cái hợp đồng forward đấy là mình long cái gì, mình short cái gì ấy. Mình sẽ short cái đồng ngoại tệ, là cái đồng mà công ty con nó tạo ra ấy. Công ty con tạo ra 100 triệu Việt Nam đồng là doanh thu ở đồng ngoại tệ, đúng không? So với nước Mỹ thì mình sẽ phải short cái đồng ngoại tệ đấy đi để long cái đồng nội tệ là cái đồng đô la Mỹ, là đồng của mình. Đấy, thì nó sẽ hedge cho cái việc là trong tương lai quy đổi từ cái đồng công ty con sang công ty mẹ thì cái biến động nó sẽ giảm đi. Và sang cái thứ hai nhá, fair value. Thì fair value ấy thì nãy mình có nói rồi, đấy là mình muốn là ở dạng floating thay vì dạng fixed. Vì những cái bond floating thì có fair value ổn định hơn những cái bond fixed. Đấy, nên phần example này mình cũng sẽ dùng swap, nhưng mà mình sẽ đổi những cái thứ từ fixed sang thành floating, tức là ngược lại so với cái cash flow phía trên ấy. Cái tùy xem là mình muốn cash flow ổn định hay là muốn fair value ổn định thì mình sẽ để nó ở là floating hay là fixed. Đấy là phải làm rõ ấy. Sau ví dụ thứ hai, họ bảo là dùng những cái hợp đồng phái sinh hàng hóa commodities futures để mà hedge inventory. Thì ý họ ở đây có nghĩa là có một số những cái bọn gọi là producer, là những cái bọn mà sản xuất ra các loại hàng hóa ấy. Đấy, thì những cái bọn đấy thì nó có thể là muốn hedge cái giá trị của những cái món hàng mà nó tạo ra được trong tương lai. Đấy, ví dụ là bây giờ có một cái mùa vụ lúa lấy gì đấy đi, mà tầm khoảng 3 tháng sau thì sẽ tạo ra bột mì hay là gạo gì đấy chẳng hạn nhá. Đấy, thì bây giờ có phải là cái thằng producer, là cái thằng sản xuất ấy, nó biết được là tầm 3 tháng sau là sẽ có cái đống inventory, là cái đống hàng hóa đấy, và nó muốn là nó chốt được một cái giá bán, chốt một cái fair value ấy. Đấy, thì nó sẽ phải dùng các hợp đồng forward futures, thì thường là dùng futures. Đấy, và họ sẽ phải short, đúng không? Họ sẽ phải short futures để mà chốt được một cái giá bán cho cái đống hàng hóa đó trong tương lai. Đấy, thì cái đấy nó cũng là hình thức hedge fair value thôi, hedge được một cái giá bán của những hàng hóa sau này. Cái thứ ba là net investment. Thì net investment ý, cái này thì nó hơi phức tạp nhá. Ở đây thì sang level 2 mình sẽ học kỹ hơn, còn hiện tại thì mình sẽ hiểu như thế này. Giả sử công ty mẹ ở Mỹ, công ty con ở Việt Nam ý, thì khi mà ở cuối mỗi kỳ kế toán thì công ty mẹ sẽ phải soạn một cái báo cáo hợp nhất để ghép thằng con vào với thằng mẹ ở trên báo cáo hợp nhất. Thì nếu mà thằng con lại ở đồng Việt Nam đồng và thằng mẹ là đồng đô la Mỹ, thì cái báo cáo tài chính của thằng con ở đồng Việt Nam đồng sẽ phải được quy đổi sang đồng đô la Mỹ để mà hợp nhất lại. Thì sẽ có một vài phương pháp quy đổi mà sẽ học ở level 2. Thế hiện tại thì mình chỉ cần biết đó là khi mà quy đổi như vậy
thì nó cũng sẽ sinh ra một số cái rủi ro về tỷ giá lúc quy đổi. Đấy, thì những cái net investment hedge ấy, nó sinh ra để nó hedge cái rủi ro đó. Là cái hedge cái rủi ro của việc ấy, là một công ty mẹ có những công ty con ở nước ngoài có sử dụng một đồng ngoại tệ, và khi mà hợp nhất vào cái tài chính thì nó có thể sinh ra những cái rủi ro tỷ giá khi mà họ dùng các phương pháp để họ quy đổi. Đấy. Và phần này thì cái phần example họ nắm rất là chung chung thôi, dùng các đồng phái sinh khác nhau, có thể là currency swap, currency forward ấy. Thì cái đấy thì cũng không quan trọng đâu nhá, mà chỉ cần hiểu là net investment hedge nó là cái gì thôi là được, không cần là phải biết kỹ hơn ấy. Đấy. Nên chốt lại là cái bảng này này thì cái khó ấy là mới phân biệt cái phần cash flow và phần fair value hedge thôi, vì hai cái đấy là nó dễ nhầm với nhau. Đấy, cash flow thì mình muốn đổi thành fixed, còn fair value thì mình muốn đổi thành floating. Sang từ cái nhóm thứ hai là investor, là các nhà đầu tư nói chung ấy, thì phần này họ bảo là mục tiêu của bọn investor rất là đa dạng ấy, dùng phái sinh để thay đổi dòng tiền của danh mục này, tái tạo lại một chiến lược đầu tư này, hedge cái giá trị của một cái quỹ khỏi cái biến động xấu của thị trường, tăng giảm rủi ro vân vân. Thì thôi nhé, những cái đấy không quan trọng, họ có liệt kê ra một số cái phổ biến như vậy, cũng không cần là phải nhớ ấy. Đấy, nhưng mà có một ý này mình nghĩ là nên nhớ này, bọn investor ấy thì thường là dùng các hợp đồng trên sàn hơn, còn bọn issuer thì hay dùng các hợp đồng OTC hơn. Thế tại sao lại như vậy? Thì lý do là bởi vì cái bọn issuer là cái bọn mà có các cái tài sản nợ và lợi nhuận mà cần phải hedge ở trên vào các tài chính ấy, thì cái bọn issuer nó sẽ muốn là những cái hợp đồng phái sinh nó phải có độ tùy biến cao, là phải thỏa thuận giữa hai bên để mà có những cái điều khoản nó đáp ứng được nhu cầu cụ thể của mỗi bên ấy, nó phải match một cách tương đối là sát với cả những cái thứ họ muốn hedge ấy. Còn cái bọn investor nói chung thì sẽ đề cao cái tiêu chí như là thanh khoản cao, dễ dàng giao dịch, tiện lợi các thứ, thì bọn investor nó sẽ chỉ cần hợp đồng trên sàn thôi, chứ không cần thiết là phải dùng các hợp đồng OTC mà có độ tùy biến cao ấy. Qua phần số 5 La Mã này, lợi ích của phái sinh. Đây, phần này cũng khá đơn giản, điểm qua nhá. Lợi ích thứ nhất đấy là phân phối, chuyển giao và quản lý rủi ro. Đấy, thì một cái ví dụ điển hình mà lúc nãy mình có nói là CDS ấy. CDS là hợp đồng bảo hiểm tín dụng mà cho phép một bên là chuyển giao cái rủi ro tín dụng của một cái bond X sang cho bên kia chẳng hạn. Đấy, thì đó là cái ứng dụng về quản lý rủi ro đối với phái sinh này. Ứng dụng thứ hai là information discovery. Thì các hợp đồng phái sinh nó sẽ cung cấp những cái thông tin về thị trường, information ấy. Ví dụ như các hợp đồng, các cái thị trường futures và forward ấy, nhiều khi là nó thanh khoản cao hơn thị trường spot ấy. Đây là cái giá future chẳng hạn, có khi là nó nói lên được trước cái trend của giá spot ấy, để nó hiện lên trên future trước. Một cái nữa ấy, đó là về option. Giá option nó cung cấp một cái thông tin rất là quan trọng, đó là cái kỳ vọng của thị trường về độ biến động trong tương lai. Để cái này thì buổi trước mình có nhấn mạnh rồi nhá, cứ nhắc tới option thì mới sẽ phải liên hệ tới volatility. Để nhìn vào giá option mà càng cao có nghĩa là thị trường đang kỳ vọng là sau này biến động càng nhiều và ngược lại. Thì đấy nó cũng là cái information cung cấp từ giá phái sinh. Ưu điểm thứ ba, lợi thứ ba đấy là những cái về mặt vận hành operational này. Để phái sinh thường là chi phí giao dịch thấp, yêu cầu ít vốn hơn, số tiền ban đầu bỏ ra thấp hơn, thanh khoản cao hơn và cho phép là thực hiện cái vị thế short dễ dàng hơn so với thị trường short, so với thị trường spot ấy. Cuối cùng là efficiency, tức là tăng cái độ hiệu quả của thị trường. Đấy, ở môn equity mình học cũng biết là thị trường hiệu quả khi mà cái market price nó phản ánh chính xác cái intrinsic value. Hay là ví dụ hai cái thứ mà nó giống nhau thì giá nó phải bằng nhau ngoài thị trường ấy. Nếu như mà có những cơ hội arbitrage xảy ra, tức là hai thứ giống nhau mà giá nó lệch nhau, thì khi đó người ta sẽ tận dụng bằng cách là mua cái rẻ hơn bằng cái đắt hơn. Thì những cơ hội arbitrage đó ấy, thường là được tận dụng bởi phái sinh. Thì phái sinh thì nó có những cái ưu điểm là thanh khoản cao, vốn ít, đấy, đòn bẩy lớn ấy. Nên những cái hợp đồng phái sinh nó đóng vai trò là khiến cho các nhà đầu tư là tận dụng các cơ hội arbitrage cái dễ dàng hơn. Mà khi tận dụng các cơ hội arbitrage dễ dàng hơn ấy, thì cái sự chênh lệch giá nó sẽ biến mất, nó sẽ không còn nữa. Thì efficiency là độ hiệu quả của thị trường nó sẽ tăng lên.
Sang phần số 6 La Mã là rủi ro của phái sinh này. Điểm qua một lượt nhá. Thứ nhất, đấy là speculative use. Đó là người ta dùng để đầu cơ ấy. Tại vì phái sinh đòn bẩy rất là cao, thanh khoản cao, xong rồi vốn thì ít ý. Đấy, nên là nó thường được dùng để đầu cơ. Nếu có một cái view về giá thì người ta dùng future chẳng hạn. Đấy, thì những cái sản phẩm như thế thì rủi ro nó rất là cao ấy. Đấy, nên là nhiều khi ngoài ra nó còn đem lại cái hiệu ứng dây chuyền nữa. Tức là ví dụ một thằng mà default chẳng hạn thì kéo theo nhiều thằng khác default theo ấy. Đấy, nên đấy là một cái rủi ro cho cái việc đầu cơ này. Thứ hai là transparency kém. Đấy, ý là những cái phái sinh ấy thì nó là những sản phẩm phức tạp. Khi mà kết hợp các loại phái sinh lại với nhau ấy, thì những cái danh mục phái sinh nó sẽ trở nên rất là phức tạp về value, về định giá ấy. Đấy, nên nếu mà không hiểu rõ thì có thể là sẽ coi như là sẽ bị lỗ ấy, để không nắm rõ được những cái sản phẩm mình đầu tư vào ấy. Thứ ba là basis risk. Cái này thì hơi phức tạp một xíu nhá. Basis risk ấy, nó là cái rủi ro của việc là cái thứ mà được hedge và cái thứ dùng để hedge ấy, thì tương quan của hai thứ đấy nó thay đổi theo thời gian, nó không như ban đầu mình kỳ vọng. Thì cái đấy có nghĩa là sao? Giả sử này, giờ nhá, mình có một cái tài sản A, mình muốn hedge tài sản A nhá, thì có phải là có một cách rất là quen thuộc ấy, là mình short forward tài sản A đúng không? Nhưng mà giả dụ là bây giờ ngoài thị trường không có cái hợp đồng short forward tài sản A, thì mình sẽ đành là mình short forward tài sản B. Mà tài sản B thì có tương quan cao đối với tài sản A ấy. Đấy, thì những cái hedge đấy họ gọi là hedge gián tiếp, gọi là cross hedge. Tại vì là cái tài sản mình đang cầm là tài sản A, nhưng cái hợp đồng phái sinh có tài sản cơ sở là một tài sản khác, tài sản B. Mà cái tương quan của A với B là nó lớn ấy, thì mình có thể là mình làm gián tiếp như vậy. Nhưng mà nếu mà trong tương lai ấy, cái tương quan giữa A và B mà nó khác đi, nó không như ban đầu nữa, thì cái hợp đồng short forward tài sản B nó sẽ không hiệu quả để mà hedge cái tài sản A của mình nữa. Đấy, thì những cái thứ như vậy thì nó gọi là basis risk. Cái rủi ro thứ tư đấy là rủi ro thanh khoản. Thì cái rủi ro này thì tất nhiên là hợp đồng nào có rủi ro về thanh khoản hết, không chỉ một phái sinh. Nhưng mà riêng phái sinh thì họ nhấn mạnh tới việc ấy, là các hợp đồng trên sàn thì nó có rủi ro thanh khoản ở chỗ ấy. Đó là hợp đồng forward chẳng hạn nhá. Forward thì thanh toán lúc đáo hạn đúng không? Nhưng mà future chẳng hạn thì nó thanh toán cuối mỗi ngày. Đấy, nên là nó sinh ra cái dòng tiền inflow và outflow hàng ngày. Đấy, mà nếu mà chẳng may mà nó outflow nhiều ấy, xong rồi cái số dư ký quỹ mà nó giảm xuống thấp quá thì bị côn, thì lại phải nạp thêm tiền vào ấy. Đấy, thì đó là cái rủi ro về thanh khoản đối với các hợp đồng phái sinh ở trên sàn. Đấy, họ bảo là có một cái divergence, là cái sự lệch nhau giữa cái thời điểm dòng tiền của cái hợp đồng phái sinh và cái tài sản mà dùng mà được hedge. Cái thứ năm đấy là counterparty credit risk. Thì cái này thì dễ hiểu rồi nhớ, là rủi ro tín dụng thôi. Cuối cùng đấy là destabilization và systemic risk. Thì cái rủi ro cuối cùng này là nó tiếp nối cái rủi ro đầu tiên ý, là speculative use ý. Đấy, bởi vì là nó có thể dễ dàng dùng để đầu cơ, có cái tỷ lệ đòn bẩy cao, vốn ít. Đấy, nên là nhiều khi là thị trường mà sử dụng phái sinh quá nhiều chẳng hạn, sử dụng đòn bẩy quá nhiều ấy, nó khiến cho cái thị trường nó không ổn định. Và đấy, những cái hiệu ứng dây chuyền nó khiến cho là nhiều bên vỡ nợ cùng lúc ấy, thì có thể là gây ra khủng hoảng cho thị trường. Nốt đến cái phần cuối cùng nhá, là phần số 7 La Mã. Một số khái niệm có liên quan tới phái sinh. Cái phần này thì hầu hết mình đã học rồi nên mình chỉ nói nhanh qua thôi này. Thứ nhất là arbitrage opportunities, là những cơ hội chênh lệch giá ấy. Đấy, hai tài sản có dòng tiền trong tương lai giống nhau nhưng lại có giá khác nhau, hoặc là một cái tài sản mà có một cái giá biết trước từ trong tương lai nhưng mà cái giá hiện tại thì lại không bằng cái PV của cái dòng tiền trong tương lai. Đấy, ví dụ như kiểu là một cái zero coupon bond đi, thì mình biết chắc là trong tương lai cái giá lúc đáo hạn phải bằng mệnh giá ấy. Đấy, nếu mà mình chiết khấu bằng một cái lãi suất phù hợp mà cái giá tính ra nó lại lệch so với cả cái giá thị trường chẳng hạn, thì cũng có thể coi như đó là một cơ hội arbitrage. Ý số 2 là về replication. Đấy, replication thì mình có nói chung chung nó là A bằng B cộng C đúng không? Tái tạo một thứ A rồi kết hợp những cái thứ khác nhau B cộng C lại với nhau ấy. Ở đây thì họ nói cụ thể hơn ấy, họ nói đấy là
có thể tái tạo lại một hợp đồng phái sinh bằng cách là kết hợp việc long hoặc short tài sản cơ sở và borrowing hoặc lending. Thì đó chính là mấy cái phương trình mà mình học ở các cái bài đằng sau, đúng không? Đây thì cho mọi người nhìn nhanh qua lại nhá. Đây, cái đống phương trình replication nó chính là ở trên màn hình đây, đúng không? Đấy, thì đều là có thể tạo ra được một cái vị thế long hoặc short phái sinh bằng cách là long hoặc short tài sản cơ sở và borrowing hoặc lending. Đấy, toàn bộ cái phần này là các phương trình về replication. Rồi, thế nhá, quay lại phần lý thuyết này. Ý cuối cùng của cái phần này đấy là về gọi là cost of carry. Thì cost of carry họ định nghĩa ấy, nó là bằng cái giá trị net của những cái chi phí và những cái lợi ích mà sinh ra trong cái quãng thời gian của hợp đồng từ cái tài sản cơ sở ấy. Đấy, thì cái phần này là chính là cái income và cost mà mình học, đúng không? Đấy, cost thì là chi phí cơ hội, tức là cái risk free rate này, hay là storage cost, tức nghĩa là cái chi phí lưu trữ những cái hàng hóa physical này. Còn benefit thì nó sẽ là cái khoản như kiểu là dividend hay là coupon đến từ stock và bond ấy. Đấy, thì kết luận lại nhá, cái họ bảo là net cost of carry ấy, nó sẽ là bằng tổng những cái cost mà sinh ra trong quãng đời của hợp đồng đến từ tài sản cơ sở trừ đi tổng những cái benefit sinh ra trong quãng đời của hợp đồng đến từ cái tài sản cơ sở.